chương 451, anh nên đổi vũ khí tốt hơn. Cặp tay kia, lớn hơn cả đầu người bình thường, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy khủng bố. Hùng Hạt Tử, cũng là người đàn ông mạnh nhất tổ chức ngầm khu Long Dương. Anh ta là người chân chính có tiếng nói tại khu Long Dương. Nhìn thấy giang sách đơn thương độc mã đi tới, Hùng Hạt Tử trái lại rất bội phục dũng khí của anh. Tán Dương nói, cậu không tồi, có chút gan dạ, tôi thích mấy tên vô lại như vậy. Nhưng cậu đánh người của tôi, lại còn là người kiếm tiền cho tôi, chuyện này không thể nào cứ thế cho qua được. Hùng Hà Tử nói, hiện tại tôi cho cậu hai con đường. Thứ nhất, đầu quân cho tôi, làm thuộc hạ của tôi, tôi đây có thể mở một mắt, xử phạt cậu chứ không muốn mạng của cậu. Giang sách nở nụ cười. Chiến thần tu la lại đi làm tiểu đệ cho người khác sao? Chuyện này mà để đám người ở Tây Cảnh biết được thì không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Hùng Hà Tử tiếp tục nói, con đường thứ hai, bị người của tôi đánh chết. Chọn thế nào, trong lòng cậu chắc rõ ràng chứ? Hùng hạt tử cảm thấy, chỉ cần là người bình thường thì đều biết chọn ra sao, lúc đứng trước sự sống chết, chắc không có tên ngu ngốc nào lại lựa chọn cái chết. Nhưng mà, Giang sách hít sâu nói, hai con đường này tôi đều không chọn. Ồ, cậu cho rằng cậu còn sự lựa chọn khác sao? Có. Lựa chọn nào? Giang sách thở ơ nhìn Hùng Hà Tử, lạnh nhạt nói, trong vòng 3 phút, giải quyết hết đám các người, nể tình trông anh còn có chút nghĩa khí giang hồ, tôi sẽ giữ lại cho anh một mạng, không cần khách khí. Phụt, hùng hạt tử thiếu chút nữa cười to. Đã từng gặp qua mấy thằng ngu xuẩn, nhưng chưa thấy qua thằng nào ngu xuẩn như vậy, một người đối phó với năm sáu chục người. Ha ha, anh cho rằng mình là đại la kim tiên sao? Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Các anh em, lên. Tuy giết chết giang sách có hơi đáng tiếc, nhưng Hùng Hà Tử không còn cách nào, phàm là người có gan khiêu chiến người của anh ta, anh ta nhất định sẽ không bỏ qua. Đây là nguyên nhân vì sao anh ta có thể thống trị công viên Long Dương. Một người đàn ông bắp thịt rắn chắc to khỏe lao về phía Giang Sách, những người khác đều đứng ở bên nhìn, tuy Hùng Hà Tử hạ lệnh để cho mọi người cùng nhau xông lên, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng đối phó với Giang Sách, một người như vậy là đủ. Kẻ cơ bắp kia đi tới trước mặt Giang Sách, khinh thường cười khẩy một tiếng giơ tay đập cây gậy bóng chảy vào đầu anh kết quả cong một tiếng vang thật lớn giang sách tay không chặn gậy bóng chảy không những vậy gậy bóng chảy lại còn bị đập lõm mất một góc giang sách thì không si như gì trên mặt đến một chút vẻ đau đớn cũng không có tựa như cánh tay anh còn cứng hơn cả gậy bóng chảy anh nên đổi vũ khí tốt hơn giang sách lạnh nhạt nói một câu sau đó xòe bàn tay mạnh mẽ tóm lấy mặt đối phương rồi đột nhiên dùng sức trong nháy mắt, kẻ cơ bắp kia bị giang sách nhấc lên, sau đó hung hăng đập xuống mặt đất. Chán của kẻ cơ bắp tiếp xúc thân mật với nền đường cái bê tông, đánh dầm một tiếng, máu tươi giàn ruộ, tay chân kẻ cơ bắp rũ xuống, trông thế này có không chết thì cũng tàn phế. Chuyện xảy đến bất ngờ khiến cho tất cả mọi người chấn động kinh ngạc, thực lực của giang sách vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Mạnh, thật sự rất mạnh. Hùng hạt tử chẳng những không tức giận, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt vui sướng thật sự là một viên tướng dũng mãnh. Các anh em, cùng tiến lên. Anh ta rất muốn nhìn thử xem rốt cuộc giang sách có mấy cân mấy lượng, nếu người đàn ông này đủ mạnh, trái lại anh ta có thể mở một con mắt, đặc xá cho tội trạng của giang sách, thu người vào quân mình. chương 452, chỉ cần 3 phút để giải quyết trận chiến. Nhưng anh ta nào biết rằng, một con kiến, lấy đâu ra tư cách đòi thu nạp chiến thần Tu La? Hùng hạt tử gấu mù thật đúng là mù quáng đám người vân dương nhào lên gậy bóng chày dao bầu cục gạch đủ loại binh khí nhào đánh về phía giang sách đổi thành người bình thường cho dù có lợi hại đến đâu bị nhiều người vây đánh như vậy thì cũng phải chết không thể nghi ngờ nhưng giang sách lại không phải người bình thường anh là chiến thần tu la vĩnh viễn không nói đến chuyện thất bại giang sách giống như chiến thần giá lâm mỗi một quyền mỗi một cước đều có thể xử đẹp đám người nhào lên đặc biệt lúc anh cướp được thanh đao hình thức sát thần, mở ra, phàm là. Người đến gần, không phải đứt tay thì cũng là đứt chân, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Hơn một phút trôi qua, lông tóc giam sách không chút tổn thương, lại còn càng đánh càng hăng. Vân Dương thì lại chết cả một nửa. Dần dần, cuối cùng Hùng Hà Tử cũng cảm thấy chuyện không thích hợp, người đàn ông này hình như có hơi biến thái. Hùng Hà Tử đã lăn lộn trên giang hồ lâu như vậy, cũng đã gặp rất nhiều người mạnh mẽ, nhưng anh ta chưa bao giờ thấy người nào mạnh mẽ như Giang Sách. Quả thực chỉ có thể dùng hai chữ biến thái để miêu tả. Lấy một địch 50 60 người. Mấu chốt chính là 50 60 người này, ai cũng cầm vũ khí trong tay, đừng nói là người bình thường, cho dù Mai Tyson tới đây cũng phải chào thua. Người đàn ông trước mặt này là người hay ma vậy? Quá mạnh mẽ rồi. Đúng y như Giang Sách đã nói ngay từ đầu vậy chỉ cần 3 phút để giải quyết trận chiến. Thật ra còn chưa đầy 3 phút, 50 60 người do Hùng Hà Tử đưa tới đều ngã xuống trong vũng máu, hầu hết đều bị gãy tay chân, chắc chắn kiếp này sẽ làm một kẻ tàn phế rồi. Đánh nhau với giang sách, chỉ có một kết cục, đó là một chữ thảm. Giang sách thở phào một hơi, cảm giác thật sảng khoái, một cảm giác cuối cùng cũng được giải tỏa sau khi bị kìm nén thật lâu. Kể từ khi rời khỏi Tây cảnh, khát vọng chiến đấu của anh vẫn luôn bị kìm hãm. Hôm nay, cuối cùng những trận chiến liên tiếp cũng khiến anh chút hết năng lượng trấn áp trong cơ thể, để chúng được giải phóng đến mức lớn nhất. Chỉ có thể miêu tả bằng một từ tuyệt vời. Anh vứt con dao bầu trên tay, rút một điếu thuốc từ trong túi quần, châm lửa hút. Anh hơi ngẩng đầu lên, nổi bật dưới khung cảnh mặt trời lặn là hình ảnh giang sách thở ra một làn khói dài lượn lờ trên bầu trời. Thời gian dường như đứng yên. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Hùng hạt tử lặng lẽ nhìn một người đàn ông khác hút thuốc mà lại không dám nói một lời, không dám động đậy. Có một cảm giác của khi còn nhỏ bị cô giáo chủ nhiệm phạt đứng. Cuối cùng, điếu thuốc cũng đã được hút xong. Giang sách chậm rãi đi về phía hùng hạt tử, sát khí trong mắt đã giảm đi rất nhiều, nhưng dù vậy, trong quá trình anh nhìn hùng hạt tử vẫn khiến anh ta sợ đến mức tay chân bùn rùn ngã phịch xuống đất. Người đàn ông cao gần 2 mét trước mặt giang sách lại trông yếu ớt như một đứa trẻ lên ba. Giang Sách nhìn anh ta, thản nhiên nói, "Bây giờ anh còn muốn nhận tôi là em út nữa không?" Hùng Hạt Tử dở khóc dở cười. "Đùa gì vậy? Người đàn ông trước mặt anh ta là Tu La đến từ địa ngục, nhận anh làm em út ư?" "Ha ha, Hùng Hạt Tử có mấy cái mạng có thể dùng được chứ?" "Đừng, đại ca, tôi biết tôi sai rồi. Tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn, tôi không nên đối nghịch với anh." Giang Sách cười nói, "Đừng căng thẳng, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không giết anh. Anh chỉ vào thân cây to bên đường, dọn dẹp con đường sạch sẽ cho tôi, tôi đang vội. Hả, dạ. chương 453, lại một kẻ đến đây rượt tiền chứ gì. Hùng hạt tử nào dám chậm trễ, lập tức gọi những đàn em còn có thể động đậy được nhanh chóng đứng dậy, giúp thu dọn chướng ngại vật trên đường, sau đó cung kính đứng ở bên đường, cúi đầu. Giang sách không nói gì, xoay người lên xe, nhấn ga rồi rời khỏi hiện trường. Anh không hề động đến Hùng Hạt Tử. Không phải không dám động mà là không cần thiết. Hiện giờ Công viên Long Dương là địa bàn của Hùng Hạt Tử, nó đang ở trạng thái tương đối ổn định, mặc dù trạng thái này không được lành mạnh lắm. Nhưng nếu giết Hùng Hạt Tử thì trạng thái ổn định này sẽ hoàn toàn sụp đổ. Khi đó, toàn bộ hệ thống Công viên Long Dương sẽ sụp đổ. Không có người lãnh đạo, ai cũng muốn trở thành lão đại, kết bè kéo phái. Chuyện lừa gạt hãm hại xảy ra sẽ rất khó để chấn áp và vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Vì vậy, trước khi giang sách chính thức chỉnh đốn và cải cách công viên Long Dương trên diện rộng, anh cần sử dụng hùng hạt tử để duy trì sự cân bằng tương đối để hệ thống của công viên Long Dương không đến mức bị sụp đổ. Có một hệ thống tốt hơn là mất quyền kiểm soát, ngay cả khi hệ thống đó rất không lành mạnh. Chiếc Ferrari chạy như bay trên đường nhựa. Đinh Mộng Nhiên đã quen với bản lĩnh của giang sách nên không quá ngạc nhiên. Nhưng Hoàng Lực Môn thì khác, anh ta đã bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy đâu chứ? Lúc này ánh mắt của anh ta nhìn Giang Sách giống như đang nhìn một vị thần tiên vậy. "Cậu, xin hỏi có phải cậu là Thiên Thần Hạ Phàm không?" Giang Sách mỉm cười, "Tôi tên là Giang Sách, trước kia tôi đã từng đi lính, vì vậy cũng biết phó sơ sơ." "Cái này mà gọi là biết sơ sơ ư?" Hoàng Lực Môn bái phục Giang Sách từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, rồi cả toàn thân. Dáng vẻ của Giang Sách mới đúng là dáng vẻ mà một người đàn ông nên có. Cả một chặng đường không nói gì. Sau khi lái xe được một chặng đường dài, chiếc xe từ từ dừng lại trong một khu trang viên. Đẩy cửa xuống, Giang Sách hơi ngạc nhiên, trang viên này trông rất lớn và có rất nhiều người giúp việc, chắc chắn không phải là thứ mà những gia đình bình thường có thể mua được. Anh hỏi, "Hoàng Lực ngôn, có vẻ nhà của anh rất giàu có nhỉ?" Hoàng Lực ngôn mỉm cười, không phải gia đình chúng tôi giàu mà là ba tôi giàu. Ba tôi kinh doanh và tích góp được rất nhiều tiền, ông ấy có hơn 10 người vợ và hơn 30 người con, tôi chỉ là một trong số những người con của ông ấy, tiền có thể đến được tay tôi cũng rất eo hẹp. Hả? Giang Sách và Đinh Mộng Nghiên nhìn nhau, đều cảm thấy rất khó tin. Thời đại gì rồi mà vẫn còn một kẻ giàu có khư khư cố chấp như vậy chứ? Mấy người bước vào trang viên Hoàng Lực Ngôn vừa đi vừa giới thiệu, "Ba tôi vì có quá nhiều vợ, cho tới nay sức khỏe đã suy giảm, gần đây đã bị các chứng bệnh cùng một lúc, trước mắt không thể chịu đựng được nữa." Tuy rằng ông ấy đa tình nhưng thật ra đối xử với các con chúng tôi rất tốt, cho nên dù tôi không thích ông ấy lắm nhưng vẫn phải báo đáp công ơn dưỡng dục của ba mẹ. Giang Sách gật đầu, có thể thấy rằng Hoàng Lực Ngôn vẫn là một người con có hiếu. Không lâu sau, mọi người đến một căn nhà lớn hơi giống một tòa nhà cổ kính của châu Âu thời trung cổ. Sau khi bước vào nhà, có một đại sảnh rất rộng rãi, có 20 30 người ở trong đó, xét về diện mạo thì hẳn là con của ông hoàng và bác sĩ được con cháu mời đến. Ngay khi Giang Sách vừa bước vào, anh đã bị mọi người nhìn bằng ánh mắt đầy căm hận. Lại một kẻ đến đây rực tiền chứ gì? Ha ha, bình thường chẳng ai quan tâm đến ông cụ, bây giờ ông ngã xuống rồi thì một đám mới đến sum xoe, thật sự là đạo đức giả. Không phải đều là vì tiền sao? Ai ai cũng giả bộ giống y như thật vậy. Chương 454, ba của anh bao nhiêu tuổi? Trước tiền bạc, anh em ruột thịt còn có thể trở mặt thành thù, đó là chưa kể giữa những đứa con này chẳng có chút tình cảm gắn bó nào cả. Bỗng một người đàn ông cao lớn đi tới trận đường của đám người giang sách. Hoàng Lực ngôn nhỏ giọng, anh ta là anh cả của chúng tôi, Hoàng Hoa Lộ. Hoàng Hoa Lộ cầm điếu xì gà trong tay, liếc nhìn giang sách sau đó nhìn hoàng lực ngôn rồi cười khẩy tiểu ngôn cậu lại tìm thấy mấy quả dưa méo và táo nứt ở đầu đến vậy hoàng lực ngôn vội vàng giải thích đây là cậu giang có y thuật xuất chúng em đặc biệt mời cậu ấy đến để khám bệnh cho ba đúng rồi cậu giang cũng giúp em mua một cây nhân sâm núi ngàn năm tuổi nữa sau đó anh ta mở chiếc hộp để lộ cây nhân sâm bên trong hoàng hoa lộ lướt nhìn xuống và mỉm cười rác rưởi thế này mà cũng đem ra biểu diễn cũng xứng gọi là nhân xâm ư? Tiểu Ngôn à, cậu vẫn ngu ngốc như thế, suốt ngày bị người ta lừa gạt. Anh ta quay đầu nhìn Giang Sách nói, cầm lấy rác rưởi của cậu cút đi ngay cho tôi, cậu lừa được Tiểu Ngôn chứ không lừa được tôi đâu. Hoàng Lực Ngôn vừa lo lắng vừa tức giận, anh ta phải vất vả lắm mới mời Giang Sách về đây được, nếu như bị đuổi đi như thế này thì thật có lỗi với Giang Sách, càng có lỗi ba của anh ta. Anh ta lo lắng Giang Sách sẽ tức giận, muốn cãi lại vài câu cho Giang Sách. Kết quả, Giang sách bình tĩnh nói, anh sợ tôi cứu ông cụ, sẽ cướp công lao của anh và chia tiền của anh sao? Chuyện này, sắc mặt của Hoàng Hoa lộ thật khó coi. Chuyện này thì ai cũng hiểu rõ nhưng không ai dám nói ra. Mọi người ngầm thừa nhận là được rồi, cứ nói huyết tuyệt ra như thế rất khó chịu. Nhưng Giang sách đã nói toạc móng heo ra như thế khiến họ không biết trốn đi đâu. Hoàng Hoa lộ tức giận mắng, con mẹ mày. Giang sách thản nhiên nói, nếu không phải anh lo lắng sẽ bị chia nhỏ số tiền kia thì tại sao lại thà nhìn ông cụ chết còn hơn để tôi chữa bệnh cho ông ấy. Những lời này khiến Hoàng Hoa Lộ tức giận nhưng không nói nên lời. Anh ta chỉ vào mặt của Giang sách, anh là cái thá gì? Lỡ như anh giết chết ba tôi thì phải làm sao? Lúc này, Hoàng Lực Ngôn đứng ra đỡ lời cho Giang sách. Nếu cậu Giang không thể chữa khỏi, em sẽ không bao giờ dính vào chuyện này nữa em sẽ không còn là một phần của nhà họ Hoàng nữa. Mọi người muốn chia tiền thế nào thì chia, em không cần. Đến đây thì Hoàng Hoa lộ hứng thú hẳn lên, ánh mắt của những người khác cũng lóe sáng, bớt đi một người chia tiền thì đương nhiên ai mà chẳng muốn chứ. Nếu đã như vậy thì cậu hãy đến chữa bệnh xem sao. Hoàng Hoa lộ tránh đường cho giang sách. Đám người giang sách thuận lợi bước tới cầu thang và đi về phía phòng của ông Hoàng. Từ phía sau, Hoàng Hoa lộ cười nhạt chữa khỏi bệnh cho ông Hoàng ư, ha ha, đừng hòng. Bệnh của ông Hoàng là một căn bệnh nan y mà hàng chục bác sĩ nổi tiếng còn không thể chữa khỏi. Nếu có thể chữa khỏi dễ dàng như vậy, người khác đã làm rồi, sao có thể trì hoãn đến tận bây giờ? Cho nên Hoàng Hoa Lộ ăn chắc giang sách rồi. Theo anh ta, chắc chắn Hoàng Lực Ngôn sẽ không được chia tiền. Tầng 2 Đẩy cửa vào phòng Chỉ thấy một người giúp việc đang chăm sóc một ông già, chỉ một biến động nho nhỏ là thấp thỏm không yên ngay. Ông lão nhắm nghiền mắt, mặt tái xanh như tờ giấy, hơi thở yếu ớt, đáng sợ nhất chính là toàn thân ông ta gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, tóc cũng bị rụng hết. Giang sách hỏi, ba của anh bao nhiêu tuổi? 64 tuổi. Chỉ mới 64 tuổi mà đã trông như thế này, bình thường không biết đã ăn nằm với bao nhiêu phụ nữ. Đinh Mộng Nhiên nhéo cánh tay Giang sách, nhỏ giọng nói, đây là bài học kinh nghiệm cho anh. Sau này phải ngoan ngoãn vào, nếu không anh cũng sẽ bị phụ nữ hút hết sinh lực như vậy đấy. Giang sách cạn lời. Chương 455, chỉ lướt qua trong giây lát. Anh bước đến giường bệnh, sau khi xem xét cẩn thận tình trạng của ông cụ, anh gật gù, trong lòng đã hiểu rõ. Nói một cách chính xác, ông cụ bị nhiều triệu chứng cùng một lúc, thêm vào đó, cơ thể của ông bị phụ nữ phá đến mức cạn kiệt sức lực, đơn giản là cơ thể ông ta không đủ sức chống chọi với bệnh tật không chết đã là may mắn lắm rồi. Loại bệnh này rất khó chữa, cho dù là y thuật tuyệt đỉnh đến đâu mà không có thần dược khôi phục tinh khí thì cũng chưa đủ. Cũng may mắn là anh có được cây nhân sâm núi ngàn năm tuổi, nếu không thì có lẽ cả giang sách cũng phải chắp tay chào thua. Giấy bút, hoàng lực ngôn lập tức sai người đưa tới. Giang sách cầm bút quẹt mấy đường lên tờ giấy, đưa cho hoàng lực ngôn, dựa theo những gì tôi viết trên giấy hãy đi xử lý nhân sâm, nửa giờ sau đưa tới đây, Vâng. Hoàng Lực Ngôn cầm tờ giấy và nhân sâm đi ra khỏi phòng. Tiếp theo, Giang Sách lấy ra một loạt ngân châm, kể từ khi anh luyện tập bát quái khí châm, vẫn luôn giữ những cây ngân châm này bên người để đề phòng có thể dùng tới bất cứ lúc nào. Quả nhiên cái gì được chuẩn bị cũng đều đáng giá. Đầu tiên anh khử trùng ngân châm, sau đó nhờ người khác giúp cởi áo ông hoàng ra và đỡ ông ta ngồi dậy. Ngay sau đó, Giang Sách đâm một cây ngân châm mỏng vào các huyệt đạo trên cơ thể ông hoàng huyệt đạo được mở ra. Giang sách đã dẫn khí của mình vào cơ thể ông Hoàng để nuôi dưỡng khí của ông ta. Một lúc sau, ngân châm từ từ chuyển sang màu đen. Đồng thời khi giang sách thay đổi ngân châm, anh đã dẫn khí hình thành trong cơ thể ông Hoàng đi khắp cơ thể, đảm bảo rằng mọi bộ phận của cơ thể đều được khí thông qua. Thân thể của ông cụ giống như cánh đồng đã khô cằn từ lâu, cuối cùng cũng nghênh đón cơn mưa hạn. Có điều đây chỉ là cơn mưa nhỏ mà thôi. Chỉ lướt qua trong giây lát, Tuy nhiên, được sự bồi bổ của lớp khí đầu tiên, cơ thể ông cụ đã bắt đầu khôi phục sinh lực, thứ cần thiết lúc này chính là một lượng lớn tinh khí dẫn vào. Vừa vặn đã đến nửa giờ sau. Hoàng lực ngôn bưng một cái khai tới, trên mâm là ba chén canh nhân sâm. Các trọng lượng và kỹ thuật được sử dụng hoàn toàn phù hợp với những gì được viết trong ghi chú của giang sách. Giang sách kiểm tra lại lần nữa, thấy không có vấn đề gì bèn cho ông cụ từ từ uống hết một chén canh nhân sâm đi xuống giống như một trận mưa to, trong người ông ta bỗng tràn đầy khí lực. Giang sách lập tức thi triển ngân châm để dẫn đường cho tinh khí phân tán bốn phía, đảm bảo rằng tất cả các bộ phận trên cơ thể đều được hưởng lợi. Tiếp theo là chén thứ hai và chén thứ ba. chương 456, vậy chúng ta cần gì phải lo lắng chứ? Sau khi uống hết ba chén, nước da ông cụ từ trắng chuyển sang hồng, dần dần khỏe mạnh lên, hơi thở đều đặn hơn, cả người giống như cành cây khô héo bỗng chốc đâm chồi nảy lộc xanh biếc trở lại. Sức sống đã phục hồi. Cậu Giang, tôi có cần phải chuẩn bị thêm mấy chén canh nhân sâm nữa không? Hoàng lực ngôn hỏi. Giang sách xua tay. Mặc dù nhân sâm ngàn năm tốt nhưng cũng không thể ăn một cách tùy tiện. Liều lượng hiện tại đối với người bình thường đã là rất lớn, cũng chính vì cơ thể của ông cụ thiếu hụt, nếu đổi lại là người bình thường thì đã hộc máu mũi từ lâu rồi. Như vậy là đủ rồi. Giang sách khẽ nói. Vậy thì ba tôi, đừng gấp, cơ thể ông ấy cần thời gian hồi phục, cứ để ông ấy nằm yên một tiếng, tôi châm thêm vài kim nữa là sẽ ổn thôi. 201. Vẻ mặt hoàng lực ngôn tràn đầy vui mừng, như vậy bệnh tình của ba sẽ không sao rồi ư. Đinh Mộng Nhiên ở bên lặng lẽ quan sát giang sách, trong mắt tràn đầy tình cảm yêu mến. Đàn ông đẹp trai nhất là khi họ nghiêm túc. Đây là lần đầu tiên Đinh Mộng Nghiên nhìn thấy Giang Sách nghiêm túc khám bệnh cho người khác như vậy, hơn nữa kỹ thuật rất điêu luyện, không giống một tay mơ chút nào, khó có thể tưởng tượng rằng Giang Sách chỉ mới học y thuật hơn một tháng. Thậm chí Đinh Mộng Nghiên còn đang nghĩ, liệu Giang Sách có thể trở thành một bác sĩ chính thức trong tương lai không? Như vậy mức lương cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Đang nghĩ ngợi thì đã có vài bóng người đi đến cửa. Một trong số đó là Hoàng Hoa Lộ anh ta vẫn đang hút xì gà và nói một cách nóng nảy này này mấy người xong chưa người ta khám bệnh một lúc đã xong rồi còn mấy người đã khám gần cả tiếng đồng hồ sao hả mấy người đang làm phẫu thuật là làm gì mà lâu như thế giang sách không đợi cho anh ta nói xong cũng không quay đầu lại một cây ngân châm bay thẳng ra ngoài đánh bật điếu xì gà trong miệng hoàng hoa lộ bay thẳng ra ngoài sức khỏe người bệnh suy yếu không ngửi được mùi khói thuốc thêm một tiếng nữa, tự nhiên bệnh nhân sẽ tỉnh lại, mấy người chỉ cần ở bên ngoài chờ là được rồi. Đôi mắt của Hoàng Hoa lộ như muốn vé lửa. Được, một giờ phải không? Tôi chờ. Tôi muốn xem anh dở cho gì. Nếu không chữa được cho ba tôi thì đừng hòng rời khỏi đây một cách dễ dàng. Nhà họ Hoàng chúng tôi không phải là nơi mà kẻ nào cũng đến diễu võ dương oai được đâu. Giang sách không thèm nghe, anh chỉ tập trung vào việc châm kim, Mỗi mũi kim phải đảm bảo rằng khí được dẫn đến nơi chính xác nhất. Chúng ta đi. Hoàng Hoa Lộ dẫn theo người bước ra ngoài, đoàn người đợi ở đại sảnh của tầng 1. Có người tiến lên nói, anh cả, anh nói xem liệu người mà Tiểu Ngôn mới về chữa bệnh cho ba có chữa được không? Hoàng Hoa Lộ cười khẩy, cậu cảm thấy có thể không? Chúng ta đã thuê bao nhiêu bác sĩ tài giỏi đều không thể chữa khỏi. Ngay cả bác sĩ nước ngoài cũng không biết là đã mời đến bao nhiêu người rồi nhưng họ cũng không thể chữa khỏi mọi người đều nói rằng bệnh của ba cần phải bổ sung rất nhiều tinh khí ngay cả nhân sâm trăm tuổi cũng không thể bổ sung được đây đã không còn là vấn đề của y thuật nữa mà dược liệu càng quan trọng hơn vậy chúng ta cần gì phải lo lắng chứ bây giờ cậu hãy đi tìm một nhóm người đến đây chờ một giờ sau hãy cho thằng nhóc đó nếm mùi đau khổ đi người nọ gật đầu và quay đi tìm người một lúc sau một nhóm côn đồ đi đến đại sảnh Hoàng Hoa Lộ Yên lặng nhìn đồng hồ, sau khi kiên nhẫn chờ đợi một tiếng, anh ta vỗ đùi đứng dậy. Đi, đi lên tìm tên nhóc kia tính sổ. Anh ta dẫn một đám người lên cầu thang, đến phòng của ông Hoàng trên tầng 2, đá tung cánh cửa ra. Thằng quát con, đã một giờ rồi. Anh nói muốn chữa khỏi bệnh cho ba tôi, anh đã chữa khỏi chưa? Ha ha, anh nghĩ nhà họ Hoàng chúng tôi dễ bị lừa lắm hả? Người đâu, lên cho tao. Chương 457, chắc là dấu hiệu giả mà thôi. Đúng lúc Hoàng Hoa Lộ đang đắc ý thì đột nhiên nhìn thấy ông cụ ngồi ở trên giường, hai mắt như đang mở chừng chừng. Anh ta sững sờ và nhìn kỹ lại. Đúng vậy, đúng là ông hoàng đã mở mắt, bệnh tình của ông ta đã được chữa khỏi rồi. Điều này, điều này. Hoàng Hoa Lộ trợn tròn mắt, anh ta chăm tính vạn tính cũng không nghĩ tới Giang Sách có thể chữa khỏi cho ông cụ. Bao nhiêu bác sĩ nổi tiếng đều không chữa khỏi tại sao anh lại có thể chữa khỏi được? Không thể nào, chắc là dấu hiệu giả mà thôi. Hoàng Hoa lộ thận trọng bước đến giường bệnh, cười hỏi, ba, ba còn nhận ra con không? Anh ta thực sự muốn xem liệu có phải ông Hoàng đã thực sự hồi phục hay chỉ là ánh sáng lóe lên mà thôi. Kết quả, ông Hoàng nhìn anh ta một cách hàn học và quát lớn, mày còn mặt mũi nào mà quay lại hả? Tao đã đuổi mày ra khỏi nhà từ lâu rồi mà, cút ngay, cút khỏi đây cho tao. Sắc mặt của Hoàng Hoa Lộ thật khó coi. Vốn dĩ anh ta định lợi dụng việc ông cụ bệnh nặng để về nhà vơ vét một ít tiền, kết quả ông ta chẳng những không chết mà còn khỏi bệnh hoàn toàn. Càng đáng giận hơn là chẳng phải anh ta là người chữa khỏi bệnh cho ông cụ. Giang Sách lạnh lùng nói, người bệnh vừa mới hồi phục, không nên tức giận, anh mau cút ra ngoài đi. Hoàng Hoa Lộ nghiến răng, không thốt ra được lời nào. Hừ. Anh ta không dám làm cản trước mặt ông cụ nên chỉ dám xoay người tức giận bỏ đi khỏi phòng ngủ. Trước khi rời khỏi nhà họ Hoàng, Hoàng Hoa lộ chỉ vào cổng trang viên và mắng, cả nhà đều là đồ ăn hại, tụi bay đợi đấy, sớm muộn gì ông mày cũng quay lại giết tụi bay. Anh ta tức giận rời khỏi nhà họ Hoàng. Nhà họ Hoàng, trong phòng ngủ. Sau khi biết được mọi chuyện đã xảy ra, ông cụ Hoàng nắm tay Giang Sách. "Cậu Giang, cậu đúng là một thần y, nếu không có cậu" Tính mạng của lão già này đã không còn nữa." Giang Sách nhẹ nhàng nói, "Thật ra tôi cũng thuận thế mà làm thôi. Ông nên cảm ơn Hoàng Lực Ngôn, nếu không phải anh ta bỏ ra 150 vạn để mua nhân sâm, lại giảng đạo lý với chủ cửa hàng thì tôi sẽ gặp được những chuyện thế này." Ông Hoàng gật đầu, nhìn con trai và nói, "Tiểu Ngôn, thực ra trong số các con, ba không hề coi trọng con chút nào. Con quá tốt bụng, thiếu quyết đoán và quá yếu đuối." "Ôi nhưng cũng nhờ điều này mà con mới một lòng cứu ba trong khi những người khác chỉ nghĩ tới tiền mà thôi. Xem ra năng lực chỉ là thứ yếu, nhân phẩm mới là quan trọng nhất. Thôi vậy, ông Hoàng đưa tay phải ra và tháo chiếc nhẫn vàng trên ngón tay giữa ra. "Nào, tiểu ngôn, cầm lấy." "Hả? Ba, đây là chiếc nhẫn tượng trưng cho vị trí của người chủ gia đình, ba đang làm gì vậy?" Ông Hoàng nghiêm mặt nói, "Con trai, con không hiểu sao?" ba muốn truyền lại vị trí chủ nhà cho con. Con đó, cái gì cũng tốt, có điều quá yếu đuối, tính cách này cần phải sửa, cần phải sửa. Hoàng Lực ngôn không dám nói thêm gì nữa, đưa tay ra cầm lấy chiếc nhẫn. Ông hoàng nói, từ nay về sau, con chính là chủ nhà của dòng họ Hoàng, ba sẽ từ từ dạy cho con cách xử lý công việc kinh doanh của nhà họ Hoàng. Về phần mấy anh em kia, cứ cho bọn họ một số tiền rồi đuổi chúng đi. Hả, như vậy không ổn lắm đâu ạ. À. Có gì mà không ổn chứ? Đám người đó chỉ nghĩ đến tiền của ba mà thôi, chúng càng muốn tiền của ba thì ba càng không cho chúng lấy được. Ba cho chúng mỗi đứa một ít tiền như vậy đã tốt lắm rồi, Tiểu Ngôn, đi làm đi. Dạ. Hoàng Lực Ngôn đeo nhẫn và rời khỏi phòng ngủ. Ông Hoàng lại hỏi Giang Sách một lần nữa, cậu Giang, thứ cho tôi nói thẳng, trước kia tôi chưa từng nghe nói đến ở công viên Long Dương lại có một bác sĩ giỏi như vậy. Chúng tôi không đến từ công viên Long Dương. Thảo nào vậy mấy người đến đây để làm gì thu mua thép giang sách thành thật trả lời chúng tôi đã đặt một lô thép với thiệu hồ tử chưa mai sẽ đến chúng tôi sẽ về ngay sau khi lấy được hàng thiệu hồ tử vẻ mặt của ông hoàng đầy lo lắng ông ta đã cắm dễ ở công viên long dương này nên đương nhiên biết rất rõ hạng người như thiêu hồ tử dù không có quan hệ làm ăn trực tiếp nhưng ông ta rất rõ phong cách làm việc của thiêu hồ tử ông hoàng thành thật nói cậu giang đừng trách ông già tôi lắm chuyện thiêu hồ tử kia là một kẻ tham tiền háo sắc, không có chuyện ác nào chưa làm, cậu làm ăn với cậu ta phải cẩn thận. Nếu cậu cần, họ hoàng của chúng tôi sẽ giúp cậu. Giang sách mỉm cười, cảm ơn ý tốt của ông, nếu có việc gì cần, tôi sẽ tới mời ông giúp đỡ. Sau khi trò chuyện, trời đã tối. Giang sách và Đinh Mộng Nhiên không thể về khách sạn nên tạm thời ở nhà họ hoàng để ăn tối và ngủ lại. Ngủ trên chiếc giường Simon êm ái. Ninh Mộng Nghiên thả lỏng cơ thể và tâm trí mệt mỏi của mình, nhìn lên trần nhà và nói: "Thật là một ngày dài. Nhà máy, hiệu thuốc, đường xá, trang viên, những gì đã xảy ra trong một ngày hôm nay gần bằng với những gì đã xảy ra trong một năm." Giang Sách cười và cởi áo khoác: "Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải đi lấy hàng." Nói tới đây mới nhớ, Giang Sách em cảm thấy trong lời nói của ông Hoàng có ẩn ý khác, chắc chắn tên Thiệu Hồ Tử kia có vấn đề. Ngày mai khi lấy hàng nhất định phải kiểm tra hàng hóa cho kỹ. Ừ, chương 458, đây rõ ràng là hiếp người quá đáng mà. Bầu trời trong xanh, mặt trời mọc ở hừng đông và một ngày mới sắp đến. Sau khi Giang Sách và Đinh Mộng Nhiên ăn sáng ở nhà họ Hoàng xong thì nghỉ ngơi trong trang viên nửa ngày, gần trưa mới lái xe đi. Trước khi đi, Hoàng Lực Ngôn và ông Hoàng đã nhiều lần nhắc nhở chắc chắn tên thiệu hồ tử không phải là người tốt nên phải cẩn thận, đề phòng im lặng suốt một chặng đường. Đến trưa, cả hai đến nhà máy theo thỏa thuận. Suốt kinh nghiệm từ bài học ngày hôm qua, lần này khi gặp lại Giang Sách và Đinh Mộng Nhiên, các công nhân đều như nhìn thấy ma và lẩn trốn thật xa. Người phụ nữ rất xinh đẹp, nhưng không phải là thứ để họ chạm vào. Cả chặng đường đều suôn sẻ, Giang Sách được dẫn vào trong nhà máy gặp thiêu hồ tử một cách thuận lợi. Tại đây có hơn 20 xe tải lớn đang đậu, mỗi xe đều chở đầy sắt thép, trên mặt đất còn chất rất nhiều vật liệu thép. Thiệu Hồ Tử nói, đây là tất cả hàng hóa của anh. Tôi sẽ sử dụng 26 chiếc xe để giao hàng trong 5 lần, tất cả sẽ được giao hết trong vòng một tuần. Nhìn qua thì thấy như không có vấn đề gì. Đinh Mộng Nhiên nói, tôi muốn kiểm tra hàng. Thiêu Hồ Tử mỉm cười, trước giờ Thiêu Hồ Tử tôi làm việc rất đáng tin cậy, cần gì phải kiểm tra hàng chứ, có gì để kiểm tra nào. Ha ha, anh ta đáng tin ư anh ta chính là người không đáng tin cậy nhất trên thế giới này ấy. Đinh Mộng Nhiên nói, nếu thép không có vấn đề gì thì kiểm tra cũng đâu có sao, đúng không? Thiêu hồ tử sốt ruột châm một điếu thuốc, được được được, kiểm hàng, kiểm thì kiểm đi. Càng cư xử như vậy càng khiến người ta cảm thấy có vấn đề. Đinh Mộng Nhiên không dám sơ suất và bắt đầu kiểm tra hàng hóa rất cẩn thận. Thép trên mấy chiếc xe tải lớn đầu tiên hoàn toàn không có vấn đề gì, đó là hàng cô cần, nhưng thép trên mấy chiếc xe sau lại có vấn đề. Mấy vật liệu thép phía sau dù nhìn thế nào cũng đều là hàng thứ phẩm, các yêu cầu về mọi mặt về căn bản là không đủ tiêu chuẩn. Trong mắt Đinh Mộng Nhiên đầy vẻ tức giận, cô trách thiêu hồ tử, tất cả thép ở những chiếc xe sau đều là hàng kém chất lượng, anh dùng loại hàng này để làm lấy lệ với tôi à? Thiêu hồ tử thở ra một làn khói dài, lạnh lùng nói, em gái à, em nói vậy hơi khó nghe rồi đó. Cái gì mà hàng thứ phẩm? thiệu hồ tử tôi chưa bao giờ bán hàng thứ phẩm tôi nói cho cô biết những hàng hóa này nếu hôm nay cô cần thì lấy đi nếu không cần thì thôi mời cô đi cho đinh mộng nhiên tức giận thở hổn hển thiêu hồ tử chúng ta đã ký hợp đồng rồi ồ thật sao vậy thì cô kiện tôi đi tôi không ngại nói với cô biết ở công viên long dương này cô không thể hiện thắng tôi được đâu thậm chí cô còn chưa bước tới cổng của tòa án thì đã bị giết chết rồi đây rõ ràng là hiếp người quá đáng mà. Thiêu hồ tử là bá chủ một phương nên không hề sợ một người phụ nữ nhỏ bé yếu đuối như Đinh Mộng Nghiên. Giang sách chỉ đành lắc đầu bất lực. Đã biết trước sự việc sẽ phát triển đến mức này, thiêu hồ tử sẽ không đưa hàng cũng như không trả lại tiền. Anh ta không sợ bị tố cáo, cả một vòng tròn hỗn độn. Nếu làm ẩm ý lên với anh ta thì đám đàn em dưới chướng anh ta đều là những tay côn đồ, hầu hết mọi người không phải là đối thủ của chúng đây chính là cách thức làm việc của thiệu hồ tử trăng. Giang sách thở dài, xem ra không dùng vũ lực giải quyết thì không được rồi. Thiệu hồ tử cũng nhìn ra được suy nghĩ của giang sách, cười nói, sao hả? Anh muốn ra tay à? Anh ta vỗ tay, lập tức một đám đông cầm vũ khí sắc bén xông ra. chương 459, mày bẩn thiểu quá. Đám đông tách ra, một người đàn ông gầy gò, có mái tóc dài bước ra, anh ta ăn mặc luộm thuộm, khóe miệng có máu chảy ra, nhưng đó là máu của người khác. Để tôi giới thiệu, vị này là quỷ nam đứng số 1 trên bảng xếp hạng quyền anh của thế giới ngầm. Sở thích duy nhất là ăn thịt người, Giang Sách, hôm nay hãy dùng thịt của mày để nuôi anh ta đi. Quỷ nam, hãy ăn nó đi. Khóe miệng của tên đàn ông quỷ hơi nhếch lên, anh ta lao về phía Giang Sách như một cơn gió. Tốc độ rất nhanh không thể tin được những người khác nhìn thấy quỷ nam sông lên nhưng không ai dám đến gần, vì sợ bị anh ta tấn công bừa bãi. Tên này mà điên lên thì cả người thân của anh ta cũng không nhận ra. Quỷ nam lè lưỡi, lập tức vòng ra phía sau giang sách, móng tay như một con dao thép đâm về phía cổ anh. Tao muốn ăn. Lần đầu tiên Đinh Mộng Nghiên sợ hãi thay cho giang sách, tốc độ của người đàn ông này nhanh đến mức ánh mắt không thể theo kịp, cho dù là giang sách cũng sẽ gặp khó khăn khi đối phó với anh ta chăng. Tuy nhiên, Giang sách chỉ cần tiến lên nửa bước đã dễ dàng tránh được đòn tấn công của quỷ nam. Hả? Chỉ là trùng hợp thôi phải không? Quỷ nam này không tin rằng có người nhanh hơn mình, vì vậy anh ta lập tức áp sát đến gần giang sách, nhưng ngay sau đó anh ta cảm thấy có một luồng sát khí mạnh mẽ phát ra từ cơ thể giang sách. Giờ khắc này anh ta có cảm giác nếu không tránh thì rất có thể sẽ bị giết chết. Âm! Quỷ nam đột ngột lùi lại bên cạnh giang sách vài bước, giữ khoảng cách với người đàn ông này vài mét rồi theo dõi anh không chớp mắt thiêu hồ tử ở đằng kia cầm một điếu thuốc và quát lớn quỷ nam mày sao thế mau chóng giải quyết nó đi tao sẽ thêm cơm cho mày thêm cơm lập tức cảm xúc của quỷ nam bị kích thích đi chết đi quỷ nam lao lên như một kẻ điên khi chỉ còn một mét anh ta giang hai chân ra kẹp cổ giang sách những người xung quanh nhìn thấy đều sợ hãi chiêu thức này họ đều đã quá quen thuộc nó là chiêu hiểm độc của anh ta, siết cổ. Bị hai chân của Quỷ Nam quấn vào, chắc chắn sẽ chết. Vừa ra tay đã tung chiêu hiểm, chắc chắn Giang Sách không thể chống đỡ nổi. Tuy nhiên, ngay khi mọi người nghĩ rằng Giang Sách sẽ phải chết thì bóng dáng của anh đột nhiên biến mất, chiêu hiểm của Quỷ Nam đã thất bại. Trước khi Quỷ Nam kịp phản ứng, Giang Sách đã túm tóc anh ta từ phía sau. Một tay đặt lên vai anh ta, tay kia nắm lấy tóc. Mày bẩn thỉu quá. Giang sách dùng sức cả hai tay cùng một lúc, một tiếng xì vang lên, tóc của tên đàn ông quỷ bị kéo rất xuống, máu không ngừng phun ra. Thử tưởng tượng cảm giác đau đớn khi bị rượt tóc mà xem, thật đáng sợ. Quỷ nam hét lên một tiếng thảm thiết như đau đến tận tâm can. Anh ta muốn thoát khỏi bàn tay của giang sách, nhưng không thể làm gì được, đã bị giang sách khống chế không thể nhúc nhích, mỗi lần tóc bị rượt ra là một tiếng kêu thảm thiết lại vang vọng đến tai mọi người. Tình cảnh này giống như là một con quỷ bị nhốt trong 18 tầng địa ngục và bị tu la trừng phạt vậy. Mọi người nhìn thấy mà giật mình. Có phải họ vẫn còn đang sống ở nhân gian không? Nơi này thật sự không phải là âm ti địa ngục đó chứ. Một phút sau, tất cả tóc của anh ta đều bị rượt ra hết, cả đầu bê bết máu, giọng nói khản đặc vì không ngừng hét lên. Giang sách buông tay ra. Quỷ nam giống như một chiếc lốc xe bị xẹp, xì hơi và rơi bịch xuống đất thiêu hồ tử trợn tròn mắt. chương 460, tuân lệnh. Đó là quỷ nam, kẻ đáng sợ số một trong bảng xếp hạng mà lại bị xử lý nhanh gọn như vậy ư. Ngay cả quỷ nam cũng không phải là đối thủ của anh, vậy thì đừng nói đến những người khác. Quỷ, quỷ, tôi không đánh nữa, tôi phải về nhà. Cả đám đàn em bị dọa đến hồn vía lên mây, giống như nã một tiếng súng trong rừng, tan tác chim muông. Từng người từng người bị dọa chạy mất dép sức mạnh của giang sách khiến thiêu hồ tử lần đầu tiên nhận ra rằng trên. Thế giới này vẫn còn tồn tại một người đáng sợ đến thế. Giang sách nhìn về phía thiêu hồ tử, thản nhiên hỏi, bây giờ anh định làm thế nào đây? Thiệu hồ tử bị dọa mất hết hồn vía rồi, nhưng số tiền đó anh ta không thể nôn ra được, mà cũng không thể lấy lại số hàng này. Vì vậy, anh ta chỉ có thể chờ chết. May chờ đó, tao gọi người tới. Giang sách chẳng những không ngăn cản, ngược lại còn tìm một chỗ ngồi xuống được gọi đi tôi chờ như vậy là quá coi thường người ta rồi thiệu hồ tử nói với si hổ bên cạnh gọi người đến nhanh si hổ nói với vẻ mặt đau khổ đại ca gọi ai bây giờ các anh em đã chạy hết rồi còn có ai nữa đâu ạ à? thiêu hồ tử nói cho dù thế nào cũng phải gọi người đến cho dù trả tiền cũng phải gọi đến hôm nay trận chiến này không thể thất bại được dạ Si Hổ lấy điện thoại ra, có rồi, em sẽ gọi điện thoại cho nhà họ Hoàng. Họ có rất nhiều người, chắc chắn có thể đối phó với giang sách. Ừ, nhanh lên. Trong khi Si Hổ đang gọi người, Thiêu Hồ Tử nói với giang sách bằng vẻ mặt hung dữ, mày nghĩ mày đánh giỏi nên tự đắc phải không? Nói cho mày biết, đây là công viên Long Dương, là địa bàn của tao, vẫn chưa đến phiên người ngoài như mày đến Dương Oai đâu. Mày chờ đó, bây giờ tao sẽ gọi điện thoại cho nhà họ Hoàng đến. Nhà họ Hoàng là một dòng họ lớn ở công viên Long Dương, rất quen thuộc với thiêu hồ tử tao, chờ nhà họ Hoàng đến thì mày sẽ biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Nhà họ Hoàng, Giang sách mỉm cười và lắc đầu. Anh không nói một lời, chỉ lặng lặng chờ đợi. Chưa đến nửa giờ sau, một đám người xông tới, chính là nhà họ Hoàng. Si hổ lập tức tiến lên la to, các anh em đến rồi à, mục tiêu lần này chính là người ngồi đằng kia, Giang sách xử lý anh ta cho tôi, bao nhiêu chúng tôi cũng sẽ trả. Nhà họ Hoàng cũng không thèm nhìn anh ta mà đi thẳng đến chỗ giang sách. Thiêu hồ tử vui mừng khôn xiết. Nhiều người như vậy chắc là đủ để đối phó với giang sách rồi. Nào ngờ, cảnh tiếp theo khiến thiệu hồ tử há hốc mồm ngạc nhiên. Sau khi những người từ nhà họ Hoàng đến trước mặt giang sách, họ quỳ xuống trước mặt anh và đồng thanh nói, chúng tôi phụng mệnh gia chủ đến giúp cậu giang một tay, có gì cần giúp xin cứ căn dặn, Giang sách gật đầu, vung tay, mọi người đứng sang một bên trước đi. Tuân lệnh, mươi 461, bây giờ mày biết hối hận rồi chứ? Có vẻ như nhà họ Hoàng và Giang sách đã quen biết nhau từ trước. Thiêu hồ tử trừng mắt nhìn si hổ, mẹ kiếp, mày làm việc kiểu gì vậy? Si hổ cũng chẳng biết phải làm sao, em cũng không biết nhà họ Hoàng đã câu kết với Giang sách từ trước. Chuyện này cũng không phải là lỗi của em. Ở đằng kia, Giang sách hỏi, thiêu hồ tử, bây giờ anh định làm thế nào? Đây, thiêu hồ tử nghiến răng. Giang sách, đừng vội lên mặt, đừng tưởng dựa vào nhà họ Hoàng là giỏi lắm đấy. Ở công viên Long Dương, nhà họ Hoàng cùng lắm là một dòng họ hạng ba, không đáng nhắc tới. Mày chờ đó, tao sẽ tìm người giỏi hơn đến xử lý mày. Hạng ba, khi chuẩn bị đối phó với giang sách, anh ta đã thổi phồng nhà họ Hoàng thành một dòng họ hạng nhất. Giang sách mỉm cười và bảo Đinh Mộng Nhiên đến ngồi với mình. Đinh Mộng Nhiên lo lắng nói, Giang sách, tại sao anh không ngăn cản anh ta? Nếu anh ta gọi người mạnh hơn đến thì sao? Giang sách thản nhiên nói, không vội, cứ để anh ta gọi, anh sẽ cho anh ta biết mặc dù ở công viên Long Dương là địa bàn của anh ta nhưng anh cũng có thể thoải mái giải quyết anh ta. Sự tự tin này là biểu tượng của kẻ mạnh. Chỉ trong nháy mắt, si hổ đã liên lạc được với một nhóm người khác. Đại ca, xong rồi à, lần này là đám người khác mạnh hơn nhiều. Ai? Mặt trận xương mù đỏ. Thiệu hồ tử mỉm cười, mặt trận xương mù đó là một băng đảng xã hội đen, bọn chúng ra tay rất độc ác, đứng đầu toàn bộ khu Giang Nam. Anh ta nói với Giang Sách, ha ha, mày tiêu đời rồi. Mày có biết lần này tạo tìm ai đến không? Nói ra sẽ hù chết mày đấy, là mặt trận xương mù đỏ. Mặt trận xương mù đỏ, có biết không? đó là tổ chức mạnh nhất ở khu Giang Nam, bọn họ mà đến đây, mày chết chắc. Giang sách nhíu mày, tại sao người của thiêu hồ tử gọi đến chỉ toàn người quen cũng nhỉ? Mặt trận xương mù đỏ, ha ha, Giang sách bình tĩnh ngồi đó, không hề sợ hãi. Trong lòng thiệu hồ tử cười nhạt, cứ giả bộ đi, đợi người của mặt trận xương mù đỏ tới, tạo xem mày còn giả bộ được đến đâu nữa. Chưa đầy nửa giờ sau, tiếng gầm rú của xe mô tô vang lên hàng chục chiếc xe mô tô lái vào nhà máy. Lão đại của mặt trận xương mù đỏ là giả chiến vội vàng chạy đến và hoảng sợ hỏi, thiêu hồ tử, cậu nói là giang sách đang ở đây à? Thiêu hồ tử vui vẻ. Nhìn dáng vẻ sốt ruột kia của giả chiến, chẳng lẽ ông ta có thủ oán với giang sách từ lâu rồi sao? Ha ha, lần này anh ta có thể mượn dao giết người, không cần tốn sức cũng có thể giải quyết được giang sách rồi. Anh ta chỉ về phía cách đó không xa nói, đúng vậy, giang sách đang ở đó. Giả chiến vừa thấy, ôi, đúng thật sự là giang sách. Sau khi bị giang sách dạy cho một bài họ, ông ta tự nhủ đến tị nạn ở công viên Long Dương sẽ an toàn, ai ngờ vừa đến chưa được bao lâu thì giang sách cũng đã đến đây. Giả chiến còn tưởng rằng giang sách đang đuổi giết mình nên khuôn mặt của ông ta tái đi vì sợ hãi. Ông ta vội vàng đi về phía giang sách, một đám đàn em phía sau cũng nhanh chóng đi theo. Thiêu Hồ Tử cười nói, Giang Sách, mày có biết người đàn ông trước mặt là ai không? Đây chính là lão đại giả chiến nổi tiếng lẫy lừng ở khu giang nam, là thủ lĩnh của mặt trận xương mù đỏ. Bây giờ mày biết hối hận rồi chứ? Mày đã biết kết cục của việc đắc tội với Thiệu Hồ Tử là gì? Chương 462, đối phó Giang Sách hư. Anh ta còn chưa kịp nói xong thì một cảnh tượng còn khó tin hơn đã xảy ra chỉ thấy giả chiến dẫn đầu một đám đàn em quỳ xuống van xin giang sách. Giống y như con trai quỳ gối với ba mẹ, chúng cung kính quỳ xuống, không dám ngẩng đầu lên. Thiêu hồ tử loạn choạng và suýt chút nữa đã cắn vào lưỡi. Làm trò gì vậy? Có chắc đây là mặt trận xương mù đó không? Sao lại hành động như một con rùa rụt cổ thế? Thiệu hồ tử nhìn si hổ bên cạnh, cái này, cái này, là tình huống gì vậy? Si hổ cũng chẳng hiểu gì, Mặt trận xương mù đỏ khét tiếng tàn ác, không có chuyện độc ác nào mà chúng không làm, từ cướp của đến giết người, thế mà vừa đến chưa kịp đấu đã quỷ xuống van xin người ta rồi. Si hổ liên tục lắc đầu, đại ca, em cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Nữa, ở bên kia, chỉ nghe giả chiến nói với giọng điệu khiêm tốn, Giang Đại Hiệp, anh em của tôi vừa mới tới đây, chưa làm chuyện gì xấu cả, rất an phận, xin đừng làm tổn thương chúng tôi. Cầu xin sự tha thứ còn chưa bắt đầu trận chiến mà đã xin tha ư. Cảnh tượng trước mắt khiến thiệu hồ tử và si hổ chóng váng, chưa bao giờ gặp một kẻ hèn nhát như vậy. Mặt trận xương mù đỏ. Đổi tên thành mặt trận hèn nhát thì đúng hơn. Người mà anh ta gọi tới liên tiếp hai lần đều không được việc khiến thiêu hồ tử tức sắp chết. Anh ta đã ở công viên Long Dương ngần ấy năm nhưng chưa bao giờ cảm thấy mất thể diện như hôm nay. Giang sách lắc đầu cười khổ, nói với giả chiến, ông hiểu lầm rồi, tôi chỉ đến đây thu mua thép, không phải cố ý nhằm vào ông. Nghe vậy, trong lòng của giả chiến cuối cùng cũng thả lòng. Giang sách nói tiếp, nhưng ông giả à, thiêu hồ tử muốn ông đối phó tôi, ông định làm gì? Đối phó giang sách ư? Dù cho giả chiến 100 lá gan thì ông ta cũng không dám làm. Ông ta liên tục xua tay, ngài giang à, ngài đừng có trêu đùa tôi thế nữa, tôi chịu không nổi đâu. Giả chiến đứng lên, quay đầu nói với đám thuộc hạ của ông ta, các anh em, chúng ta cùng đi giải quyết tên thiệu hồ tử kia xả giận thay ngài giang nào. Vâng, người của mặt trận sương mù đó không dám đối phó giáng sách nhưng đối phó với một tên thiệu hồ tử chẳng phải là quá dư giả rồi sao? Nhưng giang sách đã ngăn ông ta lại, anh nói, không cần, mọi người đứng sang một bên trước đi, chuyện của thiên hồ tử tôi sẽ tự xử lý. Vâng, giả chiến dẫn người đứng qua một bên. Như vậy, người của nhà họ Hoàng đứng bên trái, người của mặt trận xương mù đỏ đứng bên phải, chính giữa lại có người cấp bậc quái vật như giang sách chấn giữ. Những thế lực này tập hợp lại với nhau, gần như trở thành một sự tồn tại vô địch ở công viên Long Dương. Thiêu hồ tử hoàn toàn sững sờ. Bất kỳ một thế lực nào trong số này anh ta cũng không thể đối phó được, nói gì là ba nhà tập hợp lại với nhau thế này. Nên làm sao bây giờ? Giả chiến nhìn về phía si hổ, mau nghĩ cách đi. Si hổ khóc không ra nước mắt, đại ca, anh cũng nhìn thấy tình huống lúc này rồi đấy. Anh muốn em nghĩ cách gì bây giờ? Sau khi suy nghĩ một lát, si hổ bèn nói, chuyện đã tới nước này rồi, đại ca, chỉ còn cách tìm bọn họ thôi. Bọn họ, Vân Dương, ngay khi hai chữ này vừa thốt ra khỏi miệng, ngay cả thiêu hồ tử cũng phải giật thoát trong lòng. mươi 463 là người của Vân Dương. Vân Dương là tổ chức ngầm lớn nhất ở công viên Long Dương, lão đại của bọn họ hùng hà tử cũng là thủ lĩnh của công viên long dương sức chiến đấu siêu mạnh thậm chí còn mạnh hơn quỷ nam một bậc nếu vân dương đồng ý ra tay tin tưởng có thể dễ dàng xử lý những người này nhưng vấn đề là chi phí yêu cầu vân dương ra tay quá đắt chỉ sợ tất cả số tiền nuốt được lần này sẽ phải phun ra si hổ sốt ruột nói đại ca anh đừng do dự nữa chuyện đến bước này chúng ta chỉ có thể nhờ người của vân dương trợ giúp thôi tốn kém ít tiền thì có sao. Đành chịu thôi. Thiêu hồ tử thở ra một hơi dài, được rồi, tao nghe lời mày, gọi điện thoại cho Hùng Hạt Tử đi. Si hồ lập tức liên hệ với đối phương. Sau một phen bàn bạc, si hồ gật đầu nói, không có vấn đề gì, người của Vân Dương sẽ lập tức tới ngay, Hùng Hạt Tử sẽ đích thân dẫn người tới. Thiêu hồ tử nở nụ cười. Anh ta châm một điếu thuốc, sắc mặt lấy lại vẻ bình tĩnh thong dong. Giang sách, mày nghĩ mày trèo lên được nhà họ Hoàng và thu phục mặt trận xương mù đỏ thì đã rất giỏi sao? Tao nói cho mày biết, hai thế lực này chỉ là thứ rác rưởi không có chút ích lợi mà thôi. Mày có biết thế lực mạnh nhất ở công viên Long Dương này là gì không? Giang sách cười cười hỏi lại, là gì vậy? Thiêu hồ tử ngẩng đầu lên, mở miệng nói như đang ngồi chém gió tự kỷ, nói ra sợ sẽ hù mày sợ chết khiếp đấy. Thế lực mạnh nhất trong công viên Long Dương chính là Vân Dương toàn bộ công viên Long Dương đều nằm trong sự khống chế của Vân Dương. Lão đại của bọn họ là Hùng Hạt Tử, thậm chí còn mạnh hơn cả quỷ nam. Tao đã liên hệ với người của Vân Dương rồi. Đợi lát nữa Hùng Hạt Tử sẽ dẫn người tới đây. Giang sách, bây giờ mày có muốn hối hận cũng đã không còn kịp rồi. Hôm nay tao muốn mày chết không có chỗ chôn. Đồng thời, anh ta nhìn sang Đinh Mộng Nhiên rồi liếm liếm bờ môi. Nhưng mày cũng đừng quá lo, người phụ nữ của mày, tao sẽ giúp mày chăm sóc thật tốt, ha 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 ha. Đinh Mộng Nhiên tức giận đến mức sắc mặt đỏ bừng, giữ thật chặt cánh tay của Giang Sách. Vẻ mặt của Giang Sách vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã bốc lên lửa giận. Chết không có chỗ chôn ư. Tốt thôi, hôm nay anh sẽ khiến anh ta chết không có chỗ chôn. Không bao lâu sau có một nhóm lớn người kéo đến nhà máy. Thoạt nhìn có đến hàng trăm người, ai nấy đều cầm mã tấu, khí thế hùng hổ. Là người của Vân Dương hơn nữa còn do Hùng Hạt Tử tự mình dẫn tới. Sau khi bị người ta chỉnh đốn ngày hôm qua, trong lòng Hùng Hạt Tử vẫn luôn nén một bụng lửa giận. Anh ta sống lớn đến vậy còn chưa từng chịu uất nghẹn như thế bao giờ đâu. Vậy nên vẫn luôn muốn tìm cơ hội để chút hết tức giận trong lòng. Trùng hợp hôm nay Thiệu Hồ Tử lại gọi điện tới nhờ anh ta giúp đối phó với một người. Hùng Hạt Tử đồng ý mà không cần suy nghĩ, cho dù là không nhận tiền thì anh ta cũng sẽ giúp giải quyết không vì bất cứ điều gì khác, chỉ để thể giải tỏa cơn tức giận của mình mà thôi. Nhìn thấy hùng hạt tử dẫn một nhóm lớn người hùng hổ đi tới, nhà họ hoàng và người của mặt trận sương mù đỏ đều có chút căng thẳng. chương 464, đây là sự mỉa mai và xỉ nhục cỡ nào chứ? Thiểu hồ tử cũng không dám bất cẩn, vứt tàn thuốc, hấp tấp chạy tới, ưỡn ngực nhiệm mặt gọi, lão đại hùng, anh đến rồi. Em bị người ngoài ức hiếp thẩm tệ, anh phải làm chủ cho em, Hùng hạt tử lạnh lùng nói, tao không có hứng thú làm chủ cho mày, bây giờ tao chỉ muốn tìm người để chút giận. Xem như hôm nay mày gặp may, tao giúp mày đối phó với thằng nhóc kia chỉ để xả giận trong lòng thôi. Mặt mày thiệu hồ tử hớn hở, vậy thì cảm ơn đại ca Hùng trước. Hùng hạt tử hỏi, người cần xử lý ở đâu? Ở đó à? Thiệu hồ tử chỉ tay về phía gian sách, Hùng hạt tử và những đám đàn em phía sau cùng nhìn sang. Đại ca Hùng, thằng oát đó cũng có chút bản lĩnh, thực lực khá mạnh, anh phải cẩn thận. Hơn nữa nó đã leo lên nhà họ Hoàng và thu phục mặt trận xương mù đỏ, người cũng không ít đâu ạ. À. Hùng hạt Tử khịt mũi hừ lạnh. Nhà họ Hoàng, mặt trận xương mù đỏ. Trong mắt Hùng hạt Tử, tất cả chỉ là rác rưởi không chảy thành dòng, là đám rác rưởi chết có thể dễ dàng vứt đi. Nếu nhà họ Hoàng và mặt trận xương mù đỏ dám ra tay giúp đỡ thằng nhóc kia, Hùng hạt Tử sẽ gom bọn chúng lại giải quyết cùng một thể các anh em đi với tôi hùng hà tử đi thẳng về phía giang sách khi thế bừng bừng hùng dũng ngoài vệ một bước lại tiếp một bước khoảng cách càng ngày càng gần càng đến gần anh ta càng cảm giác có gì đó không ổn sao hùng hà tử lại lờ mờ cảm thấy người đàn ông ngồi cách đó không xa có một loại cảm giác như đã từng quen biết ấy nhỉ giống như đã từng gặp ở nơi nào đó bởi vì hùng hà tử bị cận rất nặng nên khi ở xa có phần không nhìn rõ vì vậy, dưới sự tò mò, anh ta tăng tốc độ bước lại gần để nhìn cho rõ. Cuối cùng, khi khoảng cách còn chưa đến 10 mét, suốt cuộc anh ta cũng nhìn thấy rõ hình dạng của đối phương, sau đó cả người đều ngẩn ra. Bởi vì người đàn ông trước mặt chính là kẻ đã làm anh ta mất hết mặt mũi ngày hôm qua. Là, là anh. Hùng Hà Tử đứng im tại chỗ, không dám tiến lên dù chỉ một bước. Anh ta vẫn còn nhớ rất rõ thực lực khủng bố của người đàn ông trước mắt này đây không phải là người, mà là thần, là thần. Ha ha, chúng ta lại gặp nhau rồi. Giang sách chủ động chào hỏi, hùng hạt tử, từ lúc chia tay đến giờ anh vẫn ổn chứ? Giang sách đột một mở miệng chào hỏi dọa hùng hạt tử giật cả mình. Không biết là do bản năng hay vì thế nào, hùng hạt tử sợ tới mức thở gấp, sau đó phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt giang sách dưới con mắt của hàng trăm người. Đúng vậy, quỳ xuống sự thay đổi đột ngột khiến tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều sợ ngây người. Hùng hạt tử người đứng đầu tổ chức ngầm công viên Long Dương lại có thể quỳ gối trước một người ngoài. Đây là sự mỉa mai và sỉ nhục cỡ nào chứ? Nếu nói người của nhà họ Hoàng quỳ xuống và kết thành đồng minh, người của mặt trận xương mù đỏ quỳ xuống vì bọn họ nhát gan, vậy thì lý do gì khiến Hùng Hà Tử phải quỳ xuống là gì? Không hiểu, Thiệu Hồ Tử thực sự không hiểu. Trong mắt anh ta, Hùng Hạt Tử là một tồn tại bất khả chiến bại, cho dù đối mặt với bất kỳ người nào thì anh ta cũng sẽ có thể tùy tiện tiêu diệt hết. Vậy mà một người đàn ông mạnh đến mức tận cùng như thế lại quỳ gối trước mặt giang sách ngay dưới mắt nhiều người như vậy. Thiệu Hồ Tử hoàn toàn chết lặng. chương 465, tiếp theo là tới phiên Thiệu Hồ Tử rồi. Nếu ngay cả Hùng Hạt Tử cũng không đối phó được giang sách, thì còn ai có thể đối phó với giang sách nữa? Phóng mắt nhìn khắp công viên Long Dương, hoàn toàn không tìm thấy người thứ hai. Cung Hà Tử cũng cảm thấy có phải mình hơi nhát gan rồi không? Nhưng mà khi anh ta muốn đứng lên, liếc mắt giao nhau với ánh mắt của Giang Sách một cái thì đã lập tức bỏ ý định đứng dậy trong đầu. Chỉ cần anh ta dám đứng lên, Giang Sách sẽ lấy mạng anh ta. Anh ta sâu sắc biết rõ Giang Sách mạnh đến mức nào. Bên kia, trên mặt thiệu hồ tử đã không còn một chút tươi cười nào nữa. Anh ta quay người nhìn si hổ hỏi, tao đang nằm mơ à? Sao Hùng Hà Tử lại quỳ trước mặt giang sách vậy? Si Hồ cũng ngay mặt ra. Anh ta đau khổ hỏi lại, đại ca, chẳng lẽ chúng ta đã đắc tội với người không thể đắc tội rồi sao? Thật không? Thiệu Hồ Tử rất không hiểu, tên giang sách kia có cái gì mà không thể đắc tội. Đó không phải chỉ là một tay sai nho nhỏ được nhà họ Đinh phái tới để bảo vệ Đinh Mộng Nghiên sao? Chẳng qua chỉ có chút bản lĩnh không tệ lắm mà thôi. Sao lại không thể đắc tội? Đừng nói là đắc tội giang sách, cho dù là đắc tội đến cả nhà họ đinh, thiêu hồ tử anh ta cũng chẳng sợ. Nhưng trên thực tế, hôm nay anh ta quả thật đã thua. Nhà họ Hoàng, mặt trận xương mù đỏ và cả Vân Dương. Tất cả những người giúp đỡ mà anh ta gọi đến, cuối cùng đều trở thành người giúp đỡ của đối thủ. Thiệu Hồ Tử gọi người cả buổi hóa ra lại biến thành giúp giang sách tìm một đám lớn tay chân tới giúp đỡ, ngược lại tự dồn mình vào đường cùng. Cùng hạt tử quỳ xuống, Người của Vân Dương đương nhiên không dám nhúc nhích. Bọn họ chưa từng nhìn thấy lão đại của mình mất mặt như vậy bao giờ. Nhưng mà có một điều bọn họ vô cùng rõ ràng, chỉ cần là người Hùng Hạt Tử thật sự kính sợ thì cũng có nghĩa thân phận của đối phương tuyệt đối đáng sợ. Hai, Giang Sách không thèm nhìn đến Hùng Hạt Tử, chỉ để anh ta yên lặng quỳ ở đó. Sau đó, anh nói với Thiêu Hồ Tử, dường như người của Vân Dương cũng không thể giúp gì được cho anh nhỉ? Thiêu Hồ Tử có cần gọi điện tìm thêm vài người khác tới không? Còn tìm thêm người ư? Thiêu hồ tử dở khóc dở cười, ngay cả người của Vân Dương cũng không làm được gì thì tìm những người khác tới làm trò hề sao? Hơn nữa, những người tới đều lần lượt trở thành trợ thủ của Giang sách hết. Thiêu hồ tử muốn khóc không ra nước mắt, nếu cứ tiếp tục tìm thêm như vậy thì anh ta chỉ càng ngày càng bị động mà thôi. Lúc này, si hổ bên cạnh đột nhiên lao tới, phịch một tiếng quỳ xuống dập đầu như dã tỏi anh giang tất cả chuyện này đều do một mình thiêu hồ tử điều khiển là anh ta bắt tôi phải giao hàng loại hai cho anh tôi vô tội vậy nên anh giang cầu xin anh hãy tha thứ cho tôi tôi nguyện ý vào nơi nước sôi lửa bỏng vì anh tuyệt đối không trổi từ mắt thấy tình thế không ổn anh ta lập tức bán đứng lão đại của mình chuyển sang nương nhờ đối thủ đối với loại dây leo tường như si hổ chuyện này cũng không có gì lạ tuy nhiên thứ mà Giang Sách ghét nhất lại chính là loại dây leo tường này. Anh vung tay lên, thản nhiên mở miệng, phế hai chân của anh ta làm gương. Vâng, người của nhà họ Hoàng giành ra tay trước, mặc cho si hổ gào thét thảm thiết thế nào cũng bị người của nhà họ Hoàng trực tiếp đánh gãy hai chân, nửa đời sau chỉ có thể sống sót bằng cách xin ăn. Tiếp theo là tới phiên thiệu hồ tử rồi. Nhìn thấy tình huống này, rồi nghĩ lại những gì mình đã nói trước đây, thiêu hồ tử biết giang sách chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua cho mình. Dù có van xin lòng thương xót, cuối cùng anh ta cũng sẽ phải chịu kết cục giống si hổ mà thôi. chương 466 có thể nói là tiền mất tật mang. Vậy nên anh ta nghiến răng nghiến lợi nói, giang sách, coi như mày giỏi. Bây giờ tao không có sức phản kháng, mày muốn làm gì thì làm. Giang sách phủi tay. Rất tốt, có khí phách đấy. Anh đứng dậy nhặt một con dao dưới đất, đi thẳng tới trước mặt thiêu hồ tử, nhìn anh ta ba giây đồng hồ. Tôi muốn anh, chết. Giang sách giơ tay chém xuống, con dao đột một dừng lại khi chỉ còn cách cổ thiêu hồ tử một cm. Thật ra anh chỉ muốn hù dọa thiêu hồ tử một chút, cũng không thực sự muốn giết người. Khí phách anh hùng trước đó của thiên hồ tử không còn sót lại chút nào, trong nháy mắt hai chân bùn rủn ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt không ngừng trào ra, lớn tiếng vừa khóc vừa hô tôi sai rồi, tôi thật sự biết mình sai rồi anh Giang, xin anh hãy tha cho tôi, tôi không muốn chết. Giang sách hừ lạnh một tiếng. Loại người này cũng chỉ biết mạnh miệng, hơi hù dọa một chút sẽ lập tức héo ngay. Anh ném con dao sang một bên, thản nhiên, thực ra mục đích tôi đến công viên Long Dương lần này là để mua thép, không phải để giết người. Thiêu hồ tử, chỉ cần anh có thể cung cấp đủ hàng cho tôi, cái mạng này của anh có thể giữ lại. Thiệu hồ tử nửa cười nửa miếu. Anh ta cũng rất muốn giữ lại cái mạng này, nhưng anh ta có thể giữ được sao? Anh Giang, em xin nói thật với anh vậy. Thật ra không phải em không muốn đưa hàng cho anh, mà là hàng tồn kho trong nhà máy của em không đủ. Vậy nên em mới phải dùng hàng loại 2 để lừa dối. Trong tay em không có hàng, dù anh ép em thế nào cũng vô dụng. Giang sách cao mày, trong đầu nghĩ đến một vài chuyện không tốt lắm. Không đủ hàng. Ha ha. Anh nhẹ nhàng mở miệng, tôi không quan tâm anh thế nào. Trong tay anh không đủ hàng thì anh qua cửa hàng khác mua. Bây giờ là 2 giờ chiều, tôi cho anh thời gian 3 tiếng. Đến 5 giờ, nếu anh vẫn không thể chuẩn bị thỏa đáng số hàng hóa mà tôi muốn thì tôi đành lấy tạm cái mạng của anh thôi. Thiêu Hồ Tử bị dọa suýt thì tè ra quần. "Đừng, đừng, anh Giang, em sẽ lập tức đi gom hàng ngay." Vì cái mạng nhỏ, Thiêu Hồ Tử chẳng còn mang đến chuyện có lãi hay không có lãi gì nữa vội vàng lấy điện thoại di động gọi cho một nhà máy thép khác, yêu cầu lấy hàng ngay lập tức. Bởi vì là hàng hiếm nên rất khó đặt lấy ngay, nhưng chỉ cần có tiền thì vẫn có thể làm được. Tiểu Hồ Tử đã lấy ra hết số tiền mà Đinh Mộng Nghiên trả cho anh ta, đồng thời cưỡng ép mua thép từ các nhà máy khác với giá cao gấp 3 hoặc 4 lần thị trường. Yêu cầu giao hàng ngay lập tức. Thời hạn là 3 giờ nhưng tốc độ thực tế rất nhanh, chỉ trong vẻn vẹn 1 giờ đã chuẩn bị đầy đủ tất cả các hàng hóa rồi. Giang Sách nhận tất cả hàng hóa mà không phải trả thêm một xu nào. Anh gật đầu tỏ vẻ hài lòng, nếu con người không bị dồn ép một chút thì sẽ không biết bản thân có bao nhiêu tiềm năng. Anh xem, chẳng phải việc này được hoàn thành rất tốt sao? Trong lòng Thiệu Hồ Tử nhỏ màu tí tách. Phải biết rằng để gom đủ số hàng này trong thời gian quy định, anh ta đã dùng toàn bộ số tiền đinh Mộng Nghiên đã trả để thanh toán, đồng thời còn phải tự móc ra một khoản tiền cực lớn để bù thêm kết quả là anh ta không chỉ mất khoản tiền đã được thanh toán mà còn tốn thêm một khoản riêng, cuối cùng hàng hóa còn bị giang sách lấy đi. Có thể nói là tiền mất tật mang. Mà sau khi ồn ào một trận như vậy, nhà máy của anh ta cũng xem như xong đời, chỉ sợ ngay cả tiền lương của công nhân cũng không trả nổi. Trái tim của thiên hồ tử đau đớn như bị dao cắt, hối hận không thôi. Vốn là một người đàn ông to lớn lại bật khóc như một cô bé. Hu 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 anh nói xem tôi phải làm gì đây? Nếu sớm biết sẽ có kết quả thế này, tôi nói hàng không đủ ngay từ đầu chẳng phải là được rồi sao? À, chương 467, dù nghĩ thế nào thì cũng có vấn đề. Nhìn thấy thiệu hồ tử ngồi sụp xuống đất ân hận không thôi, giang sách mỉm cười lắc đầu, sau đó quay sang nói với Đinh Mộng Nghiên. Mộng Nghiên, kiểm tra hàng hóa một chút đi. U, ừ, Đinh Mộng Nghiên lập tức đứng dậy đi kiểm tra lô hàng mới nhất không có vấn đề, tất cả đều đủ tiêu chuẩn. Giang Sách gật đầu và nói với tất cả mọi người đang có mặt ở đây, "Tốt rồi, chuyện của tôi gần như đã xong, bây giờ tôi phải về nhà. Mọi người cũng giải tán hết đi, sau này nhớ làm người kín tiếng một chút." Nói xong, Giang Sách nắm tay Đinh Mộng Nghiên rời khỏi nhà máy. Người nhà họ Hoàng, Vân Dương và người của mặt trận xương mù đó cũng lần lượt rời đi. Lô hàng đó được gửi đến nhà họ Đinh theo đúng thủ tục. Trong toàn bộ nhà máy, chỉ còn lại Thiệu Hồ Tử ngồi trên mặt đất, nhìn xung quanh trống rỗng, khóc không thành tiếng. Anh ta vẫn luôn làm những việc trái đạo đức, sớm muộn gì cũng bị quả báo, chỉ có điều quả báo lần này nặng nề quá mà thôi. Mặt trời lặn ở hướng tây, gió mát lướt qua mặt. Chiếc siêu xe Ferrari lao nhanh trên đường nhựa. Trong xe, Đinh Mộng Nghiên duỗi eo, giải phóng toàn bộ cảm xúc đè nén bấy lâu nay, vui vẻ nói, nhiệm vụ lần này cuối cùng cũng hoàn thành. Cuối cùng em cũng có thể về nhà rồi. Cô cảm thấy hai ngày này còn dài hơn hai tháng. Đinh Mộng Nghiên nhìn gian sách, lần này may mà có anh giúp đỡ. Nếu chỉ có một mình em đến đó thì chỉ sợ chẳng những em không thể hoàn thành nhiệm vụ mà còn kéo luôn mình vào vũng xoáy kia. Những lời này không hề sai. Nhớ đến nhà xưởng khủng bố kia, rồi lại nhớ đến phong cách làm việc của Thiêu Hồ Tử. Thật sự chẳng biết Đinh Mộng Nghiên sẽ gặp phải chuyện gì nếu đến đó một mình nữa cho dù cô không chết thì chắc chắn cũng sẽ trở thành tù nhân một người phụ nữ xinh đẹp như cô đi đến công viên long dương một mình là chuyện cực kỳ nguy hiểm nói đến đây rõ ràng có thể nhìn thấy trên mặt giang sách xuất hiện sương mù đinh mộng nghiên tò mò hỏi giang sách anh có vẻ không vui anh sao vậy im lặng một lúc lâu giang sách mới kiềm chế được cơn giận của mình anh nhỏ giọng nói với cô mộng nghiên em có cảm thấy nhiệm vụ lần này dường như là do người nào đó âm thầm xếp đặt thiết kế để đối phó với em không? Sao cơ? Thực ra, Đinh Mộng Nhiên cũng cảm nhận được điều đó nhưng cô không muốn thừa nhận. Nếu thật sự do người khác xếp đặt thiết kế, vậy người đó còn có thể là ai? Chỉ có thể là Đinh Trọng, Đinh Phong Thành, Đinh Tử Ngọc mà thôi. Nhưng bọn họ đều là người nhà của cô, là người thân máu mủ tình thâm. Giang sách nói công viên Long Dương nguy hiểm thế nào, thiêu hồ tử có tính cách ra sao người khôn khéo như ông cụ lẽ nào lại không biết hơn nữa ông ấy hoàn toàn có thể phái người khác qua đây tại sao cứ phải phải em tới chứ lại còn để em đi một mình dù nghĩ thế nào thì cũng có vấn đề sắc mặt đinh mộng nhiên càng ngày càng kém thật ra khi cẩn thận nghĩ kỹ lại đinh mộng nhiên cũng có cảm giác dường như đinh trọng cố ý đẩy cô đi tìm cái chết trước kia đinh trọng chỉ muốn chèn ép cô đôi chút nhưng lần này thì khác Đinh Trọng thực sự muốn đẩy Đinh Mộng Nhiên vào chỗ chết. Ông nội, ông ấy, không thể nào. Chuyện cho tới bây giờ, Đinh Mộng Nhiên vẫn không muốn thừa nhận sự thật này. Cô tốt bụng không muốn tin ông cụ lại thực sự muốn mạng của cô. Cô là cháu gái ruột của Đinh Trọng kia mà. Giang sách nói, Mộng Nhiên, em có phát hiện một chi tiết không? Thiệu hồ tử nói hàng tồn kho của anh ta không đủ. Đinh Mộng Nhiên gật đầu. Giang sách mỉm cười, với tư cách là chủ gia đình và là người đưa ra nhiệm vụ thu mua, lẽ nào ông cụ lại không biết một chút thông tin gì về hàng tồn kho của Thiên Hồ tử? Biết rõ trong kho của Thiên Hồ tử không đủ hàng, ông ấy vẫn nhất quyết bảo em mua với số lượng gấp đôi, điều này có nghĩa là gì? Điều này cho thấy ông ta đã không định để Đinh Mộng Nghiên hoàn thành nhiệm vụ ngay từ đầu. Ngay cả khi lần này Đinh Mộng Nghiên có thể sống sót trở về thì cô cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thêm vào đó, thực ra số tiền mà ông ta đưa cũng có vấn đề. Nếu là tình huống bình thường, dùng tất cả số tiền đó cùng lắm chỉ có thể mua được 2 phần 3 số thép, tuyệt đối không thể mua đủ số lượng nhiệm vụ yêu cầu. Nói cách khác, cho dù là đối tượng thu mua, số lượng hàng tồn kho hay số tiền để mua hàng đều có vấn đề. Chỉ riêng một trong những vấn đề trên cũng đã chí mạng, huống chi cả 3 vấn đề còn tồn tại cùng một lúc. Có lẽ trên lý thuyết đó là nhiệm vụ này hoàn toàn không có khả năng hoàn thành. Nếu không có giang sách giúp đỡ, kết cục của Đinh Mộng Nhiên lần này sẽ cực kỳ thế thảm. Dù cô có thể còn sống trở về thì cũng sẽ bị trừng phạt cực nặng vì không hoàn thành nhiệm vụ. chương 468, đáng đời. Chiều này của ông ta quả thật quá độc ác. Sao có thể nỡ xuống tay tàn nhẫn với cháu gái ruột của mình như thế? Đinh Mộng Nhiên tốt bụng nhưng không ngu ngốc. Sau khi nghe giang sách phân tích sâu, cô cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng của chuyện này. E rằng lần này ông ta thật sự muốn lấy mạng của cô. Ông nội, đôi mắt của Đinh Mộng Nhiên lấp đầy lửa giận. Nhà họ Đinh, tòa nhà văn phòng, văn phòng chủ tịch. Đinh Trọng nhàn nhã thoải mái ngồi trên ghế, trên mặt đều là ý cười vui vẻ. Hôm nay đã là ngày thứ hai mà vẫn không có tin tức của Đinh Mộng Nhiên như cũ. Nhìn như thế, đoán chừng là giữ nhiều lành ít ông ta không cần tự ra tay mà chỉ dùng một chiều mượn dao giết người đã có thể giải quyết đinh mộng nghiên điều này khiến ông ta cảm thấy rất thoải mái lúc này đinh phong thành và đinh tử ngọc đẩy cửa sông vào đinh trọng không vui của trách làm gì mà vội vàng hấp tấp như vậy đinh phong thành vội nói ông ơi cháu vừa nhận được tin nói mộng nghiên đang trên đường trở về cái gì đinh trọng sờ dấu lẩm bẩm sao nó có thể trốn khỏi tay thiệu hồ tử được không thể nào đinh tử ngọc đoán có khi nào khẩu vị của tên thiệu hồ tử kia quá đặc biệt nên không có hứng thú với mộng nhiên không đinh trọng thở dài không thể trừ khử được đinh mộng nhiên theo kế hoạch ban đầu khiến ông ta có chút không vui nhưng mà ông ta lại nhanh chóng nở nụ cười nếu nó có thể quay lại thì thế nào đoán chừng chỉ là chạy trốn chối chết mà thôi nó tuyệt đối không thể hoàn thành nhiệm vụ mà ông giao được không đủ hàng không đủ tiền nó lấy cái gì để hoàn thành nhiệm vụ. Đợi lúc nó vừa về tới, hư hư, để xem ông trừng phạt nó thế nào. Ông sẽ bắt nó phải nhả ra hết 10% cổ phần công ty nhà họ Đinh, sau đó đuổi nó ra khỏi nhà họ Đinh. Đinh Tử Ngọc và Đinh Phong Thành liếc nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười. Đinh Mộng Nhiên, cô có thể trở về thì đã sao? Chẳng qua là từ hố lửa này nhảy sang một hố lửa khác mà thôi. Ai bảo suốt ngày cô cứ đi theo giang sách, không cho ông nội chút mặt mũi chứ. Đáng đời. 20 phút sau, người đã đến nơi. Đinh Trọng đứng dậy, phất tay áo nói, đi thôi, đi hỏi tội. Đồ. Đinh Phong Thành và Đinh Tử Ngọc đi sau lưng Đinh Trọng, cả ba xuống lầu để gặp Đinh Mộng Nhiên. Vừa ra khỏi cửa đã thấy một chiếc Ferrari đậu cách đó không xa. Trên xe có một nam một nữ mở cửa bước xuống, đúng là Giang Sách và Đinh Mộng Nhiên. Trong mắt Đinh Trọng đầy vẻ khinh thường bên này sắc mặt đinh mộng nhiên cũng không có gì tốt sau khi biết được bộ mặt thật của đinh trọng cô hận ông nội mình vô cùng vốn là máu ngủ tình thâm chung một nhà sau nhiệm vụ ở công viên long dương lần này đã hoàn toàn trở mặt thành thù mộng nhiên về rồi à đúng vậy ông nội vừa nhìn thấy mặt nhau mùi thuốc súng tại hiện trường đã bốc lên nồng nặc đây cũng là lần đầu tiên Đinh Trọng cảm nhận được hơi thở tức giận nồng đậm đến thể từ Đinh Mộng Nhiên trước nay vẫn luôn hiền lành và tốt bụng. Ông ta biết lần này ông ta đã hoàn toàn làm mất lòng Đinh Mộng Nhiên. Nhưng vậy thì sao? Xét cho cùng, Đinh Mộng Nhiên chỉ là con cháu của nhà họ Đinh và là một nhân viên của công ty sản xuất nhiệt Đinh mà thôi. Cô tức giận thì có ích lợi gì? Đinh Trọng lạnh lùng nhìn Đinh Mộng Nhiên, nhiệm vụ của cô hoàn thành thế nào rồi? Thật ra những lời này hoàn toàn là hỏi thừa bởi trong suy nghĩ của Đinh Trọng, không thể hoàn thành nhiệm vụ là chuyện đã chắc chắn. Sở dĩ ông ta mở miệng hỏi như vậy cũng chỉ vì làm theo khuôn sáo mà thôi. Thậm chí ông ta đã chuẩn bị sẵn lời thoại dùng để hạ nhục Đinh Mộng Nhiên trước mặt mọi người, mắng cho cô không ngóc đầu lên được, để cô cút khỏi nhà họ Đinh. Tất cả đều đã nằm trong tính toán của Đinh Trọng. Lúc này ông ta chỉ còn chờ một câu trả lời thất bại từ Đinh Mộng Nhiên nữa thôi. Nhưng mà... Ninh Mộng Nhiên lại nhẹ nhàng nói, hàng đã mua xong, hiện tại đang trên đường vận chuyển tới đây. Dự kiến tất cả sẽ đến nơi trước 8 giờ tối nay. Cái này, chương 469, thật sự giao tới ư. Sắc mắt Đinh Trọng biến đổi cực lớn. Câu nói của Đinh Mộng Nhiên như một mũi tên sắc nhỏ đâm thẳng vào trái tim ông ta, khiến trái tim ông ta đau đớn đến mức không thể chịu đựng nổi. Đã mua xong, chuyện này làm sao có thể? Chắc chắn là đang nói dối, Chắc chắn Đinh Mộng Nghiên đang nói dối. Mộng Nghiên, cô thật sự đã mua xong rồi sao? Chuyện này rất quan trọng, cô đừng nên nói giỡn với tôi. À, Đinh Mộng Nghiên mỉm cười, ông nội sao vậy ạ? À? Sao trông ông nội có vẻ rất không vui, giống như ông nội không muốn cháu hoàn thành nhiệm vụ vậy. Sắc mặt Đinh trong thay đổi hắn, làm gì có chuyện đó, sao tôi lại có thể đối xử với cô như vậy được chứ? Chỉ là nhiệm vụ lần này khó khăn vô cùng vậy mà cô lại có thể hoàn thành xuất sắc nên tôi cảm thấy có chút, ừ, có chút khó tin. Ninh Tử Ngọc đi tới. Cô ta cũng kinh ngạc vô cùng, theo lý mà nói, nhiệm vụ này tuyệt đối không thể nào hoàn thành mới đúng. Cô ta hỏi, mộng nhiên, em có mua thép từ tay thiệu hồ tử không? Chất lượng thép đều đạt tiêu chuẩn cả chứ, em không có chi tiến vượt mức đấy chứ. Nghe đến đây, lòng Ninh Mộng Nhiên càng cảm thấy lạnh hơn. Bởi vì, có thể nói ra những lời này đã đủ chứng minh đám người Đinh Tử Ngọc biết rất rõ tình hình của công viên Long Dương. Trước đó Đinh Mộng Nhiên còn ôm một chút mong đợi, cô chỉ hy vọng chẳng qua là mình suy nghĩ quá nhiều, ông nội hoàn toàn không có lòng hại cô. Nhưng sau khi nghe những lời này của Đinh Tử Ngọc, Đinh Mộng Nhiên đã hoàn toàn lạnh lòng. Không gì đau xót bằng việc một trái tim nồng nhiệt đã chết. Đối với hành trơ cháo và vô liêm sỉ này của người nhà, Đinh Mộng Nhiên cảm thấy vừa đau lòng vừa căm hận đến tận xương tủy. Cô nói với giọng lạnh băng, chị yên tâm, em không lấy thêm một xu nào từ công ty cả. Tất cả hàng hóa đều đã được kiểm tra kỹ càng và đều đạt tiêu chuẩn. Chuyện này không thể nào. Đinh Phong Thành có phần nóng nảy, vội vàng xông tới nói, em ba, em cũng không nên ăn nói lung tung. Không làm được thì thôi, nói ra cũng chẳng sao hết. Nhưng nếu cứ phồng má giả làm người mập, không hoàn thành mà cứ nhất quyết nói đã làm xong thì ông nội sẽ không dễ dàng tha thứ cho em đâu. Đinh Mộng Nhiên hừ lạnh một tiếng, liệu có phải ăn nói lung tung hay không, mọi người sẽ biết kết quả ngay thôi. Chuyện đã đến bước này thì dù có nói thêm bất cứ điều gì cũng không còn ý nghĩa nữa. Đinh Trọng phất tay nói, bên ngoài gió lớn, Mộng Nhiên cũng đã mệt mỏi suốt một ngày rồi. Đi thôi, chúng ta vào đại sảnh đợi. Chỉ cần đợi đến 8 giờ tối nay sẽ biết chính xác chuyện gì đang xảy ra đến lúc đó Đinh Mộng Nghiên có hoàn thành nhiệm vụ hay không cũng sẽ phơi bày rõ ràng. Nếu Đinh Mộng Nghiên đến chết mà vẫn sĩ diện, cắn răng nói dối rằng cô đã hoàn thành nhiệm vụ dù chưa làm được, vậy rất tốt, Đinh Trọng càng có thêm đầy đủ lý do để đuổi Đinh Mộng Nghiên đi. Trước đó, Đinh Trọng lại phân tích kỹ càng từng chi tiết lần nữa. Không có khả năng, vốn không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đinh Trọng âm thầm nhếch môi cười, ông ta cho rằng đinh mộng nhiên chỉ đang cố gắng trì hoãn thời gian để tìm cách cứu cháy mà thôi. Mọi người đi vào đại sảnh ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi. Trợ lý đặc biệt bưng trà và đồ ăn nhẹ lên. giữa người một nhà đã không còn gì để nói. Mọi người ngồi đó hoặc ăn uống hoặc nghỉ ngơi, không hề trao đổi dù chỉ một câu. Thời gian trôi qua từng phút. Cuối cùng, sau một hồi lâu chờ đợi, người trợ lý bước tới nói thép đã được giao tới rồi. Bây giờ có gửi đến công trường không ạ? thật sự giao tới ư? Đinh Trọng đứng bật dậy, không vội để tôi đi kiểm tra hàng trước đã. Ông ta có hơi luống cuống, xem ra Đinh Mộng Nhiên không phải đang cố gắng trì hoãn thời gian. Nhưng dù ông ta nghĩ thế nào cũng không hình dung ra được, rốt cuộc Đinh Mộng Nhiên đã làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ vậy chứ? Rõ ràng là một nhiệm vụ có khả năng hoàn thành gần như bằng không, sao cô có thể làm được kia chứ? Phải xem mới biết được. Đám đông còn lại đi theo Đinh Trọng tới trước đầu xe tải, tận mắt nhìn thấy hơn 10 chiếc xe tải lớn xếp hàng ngay ngắn, trên mỗi xe đều đang chở đầy sắt thép xây dựng. Đinh Trọng kêu người bật đèn sáng lên, sau đó đích thân kiểm tra hàng hóa có đủ tiêu chuẩn hay không. Chắc chắn phải có một phần hàng bị lỗi. Chương 470, không có lý nào mua được toàn bộ. Hàng tồn kho của Thiêu Hồ Tử không đủ, nhất định là dùng hàng loại 2 để qua mặt Mộng Nghiên. Ôm ý nghĩ này Đinh Trọng bắt đầu nghiêm túc kiểm tra từ chiếc xe đầu tiên. Thép của chiếc xe đầu tiên đạt tiêu chuẩn. Chiếc xe thứ hai đạt tiêu chuẩn. Chiếc xe thứ ba vẫn đủ tiêu chuẩn. Chiếc xe thứ tự. Cứ liên tục kiểm tra hết chiếc xe tải này đến chiếc xe tải khác, càng kiểm tra thì Đinh Trọng càng hoảng sợ. Sao thép trên mỗi xe tải đều đạt tiêu chuẩn vậy? Đầu tiên ông ta kiểm tra từ trước ra sau, sau đó lại vòng từ sau ra trước, cuối cùng ngẫu nhiên chọn một thanh thép bất kỳ để lấy ra kiểm tra nhưng dù dùng phương pháp nào cuối cùng vẫn chỉ có mấy chữ đạt tiêu chuẩn ở đây có nhiều thép đến vậy nhưng tất cả đều đạt tiêu chuẩn thế mà thiệu hồ tử lại giao toàn bộ thép đạt tiêu chuẩn không sử dụng bất kỳ sản phẩm lỗi nào để qua mặt chuyện này thật khác thường tình hình tồn kho của thiêu hồ tử mình có biết một chút anh ta không thể có nhiều hàng đến vậy được đinh trọng vò đầu bước ta vô cùng khó hiểu lúc này đinh tử ngọc đi tới nhắc nhở ông ơi mau kiểm tra lại số tiền trong hợp đồng có lẽ đinh mộng nghiên đã thấu chi ngân quỹ vì để hoàn thành nhiệm vụ mà đã lấy thêm tiền mua thép từ nơi khác đúng không sai đinh trọng lập tức đi tới chỗ đinh mộng nghiên chia tay ra nói cho tôi xem hợp đồng mua bán đã ký đinh mộng nghiên cười khẩy cô đã đoán được sẽ có một màn này từ sớm cô lấy hợp đồng ra khỏi túi và đưa cho đinh trọng đinh trọng nhận lấy cẩn thận xem xét đinh tử ngọc đứng bên cạnh nhắc nhở ông nội ông phải nhìn kỹ nhé nói không chừng hợp đồng này là do đinh mộng nhiên làm giả đấy ạ à. đinh trọng gật đầu cẩn thận xem xét từng đường nét chữ ký dấu vân tay số tiền thanh toán số lượng hàng hóa tất cả các khía cạnh đều được ông ta tỉ mỉ kiểm tra một lượt cẩn thận đến vậy nhưng kết quả cuối cùng vẫn là hợp đồng là thật không chỉ hợp đồng là thật mà số tiền thanh toán và số lượng hàng hóa ghi trên hợp đồng cũng không có vấn đề gì. Không có vấn đề mới là vấn đề lớn nhất. Đinh Trọng hoàn toàn ngơ ngẩn, nếu chỉ dùng số tiền như trên hợp đồng thì cùng lắm chỉ mua được 2 phần 3 số hàng, nói chi là giao dịch với người keo kiệt như Thiệu Hồ Tử. Làm ăn với anh ta chỉ có khả năng mua được một nửa hàng mà thôi. Không có lý nào mua được toàn bộ. Thiệu Hồ Tử cũng không có nhiều hàng tồn kho như vậy. Vẻ mặt Đinh Trọng mờ mịt, ông ta thật sự không nghĩ ra chỗ nào có vấn đề đinh mộng nhiên cười khẩy trong lòng thản nhiên hỏi ông nội ông đã kiểm tra hàng hóa và hợp đồng xong chưa ông thất vọng sao câu hỏi này quá đột ngột suýt chút nữa khiến đinh trọng không kịp phản ứng im lặng một lát sắc mặt đinh trọng trở nên lạnh lùng ông ta biết chắc chắn đinh mộng nhiên đã phát hiện ra thủ đoạn của mình hơn nữa đã tìm được cách giải quyết nếu đúng là vậy thì kế hoạch lần này của đinh trọng xem như đã thất bại hoàn toàn Mối quan hệ với Đinh Mộng Nghiên không chỉ xấu đi mà còn không có cách nào tiêu diệt được cô. Nếu xét từ phương diện chiến thuật thì đây là cách làm cực kỳ thất bại. Đinh Trọng cố nặn ra một nụ cười. Cô đang nói gì vậy? Cô hoàn thành nhiệm vụ, tôi vui mừng còn không kịp đây này. Sao có thể thất vọng kia chứ? Những lời khách sáo ngoài mặt vẫn phải nói. Chương 471, một người đàn ông đáng tin cậy. Về phần cổ có tin hay không thì đó là việc của Đinh Mộng Nghiên nếu ông nội cảm thấy vui mừng thì không còn gì tốt hơn cháu cảm thấy hơi mệt nên về nhà nghỉ ngơi trước ông nội hẹn gặp lại đinh mộng nhiên không nói thêm gì nữa lạnh lùng quay người rời khỏi hiện trường với giang sách nếu đinh trọng đã chọn cách không vạch mặt vậy thì đinh mộng nhiên cũng không tiếp tục dây dưa nữa nhìn bóng lưng hai người rời đi đinh tử ngọc tiến lên nói ông nội nghe giọng điệu của mộng nhiên hình như đã phát hiện ra gì đó rồi thì phải đinh trọng gật đầu Mặc dù Mộng Nhiên là người có tính cách đơn thuần không nhiều mưu mô nhưng nó cũng không phải kẻ ngốc, huống chi còn có giang sách ở bên cạnh âm thầm giúp đỡ. Lần này chúng ta làm quá lộ liếu, muốn không bị phát hiện cũng khó. Đinh Tử Ngọc có chút ít lo lắng nói, vậy sau này nên làm gì bây giờ? Có lẽ Mộng Nhiên sẽ đối đầu với cháu. Đinh Trọng cười khẩy. Đối đầu, nó lấy gì để đối đầu? Chỉ cần khi ở công ty nó có bất kỳ biểu hiện nào không tốt ông đều có thể sa thải nó bất cứ lúc nào. Thêm vào đó, nói cho cùng thì Mộng Nhiên cũng chỉ là một nhân viên trong công ty, sự sống chết của nó vẫn nằm trong tay ông. Nó có thể tránh được mùng một nhưng không thoát được ngày 15. Chỉ là... Đinh Trọng quay đầu nhìn hơn 10 chiếc xe tải xếp hàng phía sau, trên mặt không giấu được vẻ khó hiểu, ông thật sự không nghĩ ra. Đinh Mộng Nhiên làm cách nào hoàn thành được nhiệm vụ kia cơ chứ? Thật vô lý. Ông ta nhìn Đinh Phong Thành, sẵn giọng nói phong thành ngày mai cháu hãy đi công viên long dương một chuyến tìm hiểu xem mộng nhiên mua được số hàng này bằng cách nào sắc mặt đinh phong thành đại biến ông nội ông đừng đùa cháu nữa được không cháu mà đi tới nơi như công viên long dương kia sẽ không còn mạng để về đâu cháu ai đinh trọng vô cùng thất vọng ông ta một lòng muốn truyền lại vị trí chủ nhà cho đinh phong thành nhưng thằng nhóc này lại chẳng có chút tiền đồ nào cả ngay cả một đứa con gái như Đinh Mộng Nhiên cũng dám đi công viên Long Dương một chuyến thì một người đàn ông cao lớn như anh ta còn sợ cái gì? Nếu không phải Đinh Tử Ngọc cũng là nữ, Đinh Trọng đã truyền vị trí chủ nhà cho Đinh Tử Ngọc từ lâu rồi. Sao còn cần phải nhẫn nại bồi dưỡng một thứ vô dụng như Đinh Phong Thành? Đúng là khiến người ta tức chết. Trong đêm đen như mực, xe thể thao lao vút trên đường cái. Đinh Mộng Nhiên ngồi trên ghế phụ, vẻ mặt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, sau sự việc hôm nay, từ nay về sau cô không bao giờ muốn gặp lại ông nội, Đinh Tử Ngọc và Đinh Phong Thành nữa. Tình thân giữa người nhà với nhau cũng biến mất không còn sót lại chút gì. Trong lòng chỉ còn lại buồn bã, đau lòng, khổ sở và chua sót. Những cảm xúc phức tạp đan xen trong lòng Đinh Mộng Nghiên khiến cho nước mắt cô bất giác trào ra. Giang sách vươn một tay nắm tay Đinh Mộng Nghiên. Không nói một lời. Anh dùng nhiệt độ cơ thể của mình để mang lại cho Đinh Mộng Nghiên lòng tin rằng bất kể thế giới này biến thành dáng vẻ ra sao bất kể người khác phản bội cô như thế nào ít nhất vẫn còn có anh anh sẽ luôn đứng trước mặt em che mưa chắn gió cho em trở thành lá chắn vững chắc của em nếu không có giang sách có lẽ giờ phút này đinh mộng nhiên đã vì không thể chịu đựng được áp lực quá lớn mà chọn cách tự sát năm đó cô may mắn cỡ nào mới có thể gả cho một người đàn ông như vậy một người đàn ông đáng tin cậy về đến nhà hai vợ chồng Đinh Khải Sơn và Tô Cầm đã chuẩn bị một bàn ăn lớn để đón gió tẩy trần cho Đinh Mộng Nghiên và Giang Sách, đồng thời chúc mừng họ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của dòng họ. Đôi vợ chồng già hoàn toàn không biết sự nguy hiểm của nhiệm vụ này. Lại càng không biết sự độc ác của Đinh Trọng. Đinh Mộng Nghiên sợ hai người lo lắng nên cũng không nói gì, chỉ gượng cười tỏ vẻ ăn ngon nhưng thực tế trong lòng vẫn luôn chua sót. Chương 472, làm quá tốt cũng sẽ bị người khác ghen ghét. Cuối cùng, sau khi ăn uống và tắm rửa xong xuôi cô mới ngã vật lên giường sách anh có thể ôm em không giang sách nằm bên cạnh đinh mộng nghiên vươn tay ôm lấy đinh mộng nghiên lúc này cô mới bật khóc như một đứa trẻ lên ba cảm xúc bị kìm nén bấy lâu trong lòng trong phút chốc trào ra vì sao vậy họ rõ ràng là người thân của em tại sao họ lại đối xử với em như thế cô gái lương thiện này sẽ không bao giờ hiểu được cái gì gọi là lòng người hiểm ác có đôi khi không phải bạn làm sai điều gì, mà là bạn làm quá đúng nên khiến những người khác thoạt nhìn chẳng khác gì kẻ ngu. Làm quá tốt cũng sẽ bị người khác ghen ghét. Giang sách vỗ nhẹ vào lưng Đinh Mộng Nhiên mà không nói một lời. Trong lặng lẽ, anh lấy điện thoại di động ra gửi cho Mộc Dương nhất một tin nhắn, từ giờ trở đi, giám sát chặt chẽ mọi hành động của Đinh Trọng, Đinh Tử Ngọc và Đinh Phong Thành. Có vấn đề gì phải báo cáo ngay lập tức. Vấn đề của dòng họ này đã ngày càng trở nên trầm trọng, không thể tiếp tục để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm như thế nữa. Trước kia gây ra một vài phiền phức nhỏ cũng không sao, nhưng sau sự việc ở công viên Long Dương lần này, Giang Sách không thể ngồi yên chờ chết được nữa. Dám ra tay với Đinh Mộng Nghiên, cho dù đối phương là ai, Giang Sách tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ngày hôm sau, bởi vì mệt mỏi liên tục mấy ngày liền nên Đinh Mộng Nghiên có hơi khó ngủ. Giang sách dứt khoát tắt điện thoại di động của cô, không để bất cứ chuyện gì làm phiền cô. Sau đó, Giang sách mặc quần áo tử tế, lái chiếc Ferrari 458 rời nhà, chạy đến sân tập của đội xe. Đã vài ngày kể từ khi anh rời đi, cũng không biết tình hình của đội xe bên kia thế nào rồi. Kết quả Giang sách vừa mới đến đội, xe còn chưa dừng hẳn đã bị một nhóm người lớn lao lên vây quanh, người đi đầu trong đó đúng là quản lý của đội xe hiện nay Lâm Mộng Vân nhìn thấy Giang Sách xuống xe an toàn, cô ta kích động tiến lên hỏi, Giang Sách, may quá anh vẫn còn sống. Giang Sách gãi đầu, câu này là có ý gì? Lâm Mộng Vân nói tiếp, tối đó anh đua với những người của đội xe Lamborghini xong thì về nhà một mình, sau đó cũng không tới đội xe nữa. Tất cả chúng tôi đều vô cùng sợ hãi. Nhất là khi thấy trên đường về của anh có dấu vết đánh nhau để lại, nghe nói còn có người của mặt trận sương mù đỏ lại càng khiến tôi đổ mồ hôi lạnh thay anh. Giang sách, mấy ngày nay anh đi đâu vậy? Sao không nghe điện thoại? Nói đến đây, Giang sách lại nhớ đến những khoản nợ cũ còn chưa thanh toán. Đội trưởng Dương Tuấn Thiên cố ý tìm người của mặt trận sương mù đỏ đến chặn đường để đối phó với anh, khoản nợ này nhất định phải đòi. Tuy nhiên, không cần phải gấp. Giang sách mỉm cười, cố ý nói tôi làm mất điện thoại di động, hai ngày này lại bận ra ngoài làm một số chuyện nên dùng tạm điện thoại di động của người khác. Cho nên mọi người mới không liên lạc được. Bên kia, vẻ mặt Dương Tuấn Thiên lộ rõ vẻ thất vọng. Sau lúc đó anh ta cũng không liên lạc với người của mặt trận xương mù đỏ lần nào nữa. Cứ tưởng người của mặt trận xương mù đỏ đã giết giang sách rồi, sợ mọi chuyện gây nên ồn. Lào lớn nên đã cố tình lẩn trốn. Ai ngờ mặt trận xương mù đỏ hoàn toàn chẳng làm được gì. Chuyện này khiến anh ta tức giận cực kỳ. Giang sách mỉm cười nhìn Dương Tuấn Thiên, cố ý hỏi, đội trưởng Dương, sao vậy? Sao thấy tôi trở về trong anh có vẻ không vui nhỉ?" Vẻ mặt của Dương Tuấn Thiên biến đổi, Giang Sách, anh đang nói cái gì vậy? Nhìn thấy anh trở về bình an vô sự thì đương nhiên là tôi mừng cho anh rồi, làm sao tôi có thể không vui được? Anh đừng có nghĩ nhiều nữa." "Vậy sao?" Giang Sách mỉm cười, cũng không có ý định lật tẩy mánh khóe của Dương Tuấn Thiên. Tuy nhiên, càng như vậy lại càng khiến cho trong lòng Dương Tuấn Thiên cảm thấy khó chịu. Lúc này Lâm Mộng Vân còn đến làm thần trợ công. Cô ta vậy mà lại trực tiếp kéo cánh tay của Giang Sách, hưng phấn nói: "Anh có thể trở về thì thật tốt quá, tôi vẫn có một sự cố kỹ thuật không giải quyết được, anh mau chóng lại đầy dậy tôi đi." Nhìn thấy bàn tay của Lâm Mộng Vân kéo cánh tay của Giang Sách, Dương Tuấn Thiên ghen tuông hết sức. Chương 473, cả hai đều có cùng quan điểm. Cơn giận trong lòng càng trở nên không kiểm soát được. Thấy vậy, thằng em điền kề buông lời châm chọc khiêu khích: cô Lâm, nếu có thắc mắc gì thì hỏi trực tiếp đội trưởng đi. Kỹ thuật của đội trưởng còn có thể không giúp được cô sao? Cô hỏi một tân binh mới gia nhập đội được vài ngày thì anh ta biết cái gì chứ? Lâm Mộng Vân bĩu môi, tân binh gì chứ? Anh quên mất rằng nếu không phải giang sách biểu hiện xuất sắc thì lần trước chúng ta đã thua thảm hại rồi à? Điền kê cười khẩy, mèo mù vớ phải chuột chết thì có gì hay? Hai ngày này đội trưởng của chúng tôi cũng đã khổ luyện ngày đêm, cũng luyện ra được một môn tuyệt kỹ nếu tỉ thí với người lái Lamborghini tuyệt đối sẽ không thua. Thấy cái cọ ngày càng trầm trọng, Dương Tuấn Thiên cắt ngang, Mộng Vân, không bằng để anh xem em gặp phải sự cố gì đi. Được thôi, Lâm Mộng Vân trực tiếp lên xe và đi vào đường đua. Tất cả các xe khác đều tránh ra, Lâm Mộng Vân đạp ga, thao tác điều luyện, lúc đầu vẫn còn rất bình thường, nhưng khi vào cua đã xuất hiện vấn đề. Sau khi chạy một vòng, Lâm Mộng Vân lại khỏi đường đua và dừng lại cô ta xuống xe nói tôi nghĩ hẳn là không cần tôi nói các anh cũng có thể nhìn ra vấn đề rồi đúng không dương tuấn thiên gật đầu mộng vân em đã mắc một sai lầm mà hầu hết các tay đua chuyên nghiệp đều mắc phải phụ thuộc quá nhiều vào khả năng vận hành của xe dẫn đến kỹ năng của mình chậm tiến bộ dễ thấy nhất là khi em vào cua em luôn không nắm bắt được thời điểm vào cua không phải quá sớm thì chính là quá muộn điều này sẽ khiến em thiệt thòi lớn trong trận đấu Lâm Mộng Vân giơ ngón tay cái lên, bingo, nói hoàn toàn đúng. Dương Tuấn Thiên ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra biểu cảm đắc ý. Điền kê ở một bên cười khẩy, nhìn đi, cái gì gọi là cao thủ. Cao thủ chính là liếc mắt một cái đã nhìn ra vấn đề, mổ xẻ vô cùng nhuần nhuyễn, giống như đội trưởng của chúng tôi vậy. Không giống như người nào đó, sau khi xem xong một vòng chẳng ho he được gì, đồ mất mặt xấu hổ. Lời này rõ ràng là nhằm vào giang sách lâm mộng vân nói điền kề anh cũng đừng có nói người ta tôi thấy anh lái xe không phải cũng gặp tật xấu như tôi sao điền kề lè lưỡi dưới sự hướng dẫn cẩn thận của đội trưởng tôi đã từ từ sửa lại thật sao lâm mộng vân nhìn về phía dương tuấn thiên vấn đề này anh có biện pháp giải quyết không dương tuấn thiên mỉm cười kỳ thực nói khó thì không khó nói dễ thì không dễ chỉ cần dạy em nắm bắt thời cơ vào cua mà thôi lâm mộng vân lại nhìn giang sách anh cảm thấy thế nào giang sách gật đầu lần đầu tiên bày tỏ quan điểm giống như dương tuấn thiên đúng vậy cô cần học cách kiểm soát thời điểm vào cua cả hai đều có cùng quan điểm điên kề cười đội trưởng nói gì thì anh nói cái đó bắt trước lời của người khác thật không biết xấu hổ giang sách cũng không tức giận mỉm cười đứng yên lặng dương tuấn thiện bước tới chỗ xe và nói tiếp thực ra về điểm này Tôi đã dạy điền kể từ. Sớm rồi, quan trọng là phải biết khi nào nên vào cua. Tiếp theo, Dương Tuấn Thiên giải thích rất rõ ràng về phân tích đường và xe, giảng giải từng bước rất chi tiết, giống như một công thức hình học hoàn hảo. Có thể nói, về lý thuyết, chỉ cần thực hành theo những gì anh ta chỉ dạy là có thể đạt được một cú vào cua hoàn hảo. Lâm Mộng Vân cũng nở một nụ cười hài lòng, không thể không nói rằng Dương Tuấn Thiên làm đội trưởng vẫn có chút ok. Chỉ cần anh ta nắm vững bộ lý thuyết công thức này, anh ta nhất định có thể trở thành cao thủ hạng nhất. Chỉ là, Giang Sách mỉm cười lắc đầu, có ý kiến khác về phân tích của Dương Tuấn Thiên. Anh đang cười cái gì? Dương Tuấn Thiên hỏi, chẳng lẽ anh cảm thấy kỹ thuật vào cua của tôi có cái gì không ổn sao? Giang Sách nhẹ nhàng nói, quả thực lý thuyết của anh vô cùng chính xác. Nếu trên đường chỉ có một chiếc xe của anh, thì kỹ thuật vào cua của anh có thể chạy ra được thời gian ngắn nhất một chiếc xe. Dương Tuấn Thiên cao mày, anh có ý gì? Ý nghĩa rất đơn giản, thi đấu không phải là một phép tính đơn giản. Mặc dù lý thuyết của anh rất tuyệt vời, nhưng nó đòi hỏi rất nhiều điều kiện tiên quyết. Trong thi đấu, đối thủ sẽ không để anh hoàn thành những điều kiện này. Đối thủ của anh sẽ nghĩ hết mọi cách có thể để tạo ra khó khăn cho anh. chương 474, Tùy cơ ứng biến. Giang sách chế nhạo, anh có biết tại sao tân trước anh thua Trúc Minh không? đó là bởi vì lần nào anh vào cua cũng theo đuổi sự hoàn mỹ. Kết quả Trúc Minh đã lợi dụng thói quen của anh và sử dụng giới hạn tầm nhìn mỗi lần để dẫn anh đến việc nhầm vị trí. Đó là lý do tại sao lần nào anh cũng vào cua gần như hoàn hảo nhưng luôn hơi chệch choạc. Không thay đổi được tật xấu này, anh vĩnh viễn chỉ có thể thì được 98 điểm, không thể đạt 100 điểm. Những từ này tương đương với khơi mào chiến tranh. Dương Tuấn Thiên chỉ vào mũi giang sách mà mắng, nhóc con, đừng tưởng rằng anh thắng được Trúc Minh một lần thì giỏi lắm. Nói cho anh biết, ở trước mặt tôi, anh chẳng là cải thá gì cả. Anh rất lợi hại đúng không? Nếu không phục thì hãy tỉ thí một lần với tôi ngay tại chỗ đi. Có dám hay không? Hiện trường gương cung bạt kiếm. Mọi người nhìn nhau, đều không dám tiến lên đáp lời. Để ngăn cản hai đại cao thủ trong đội, chém giết lẫn nhau, Lâm Mộng Vân chủ động tiến lên thuyết phục được rồi lời các người nói đều có lý được chưa đừng bởi vì chút chuyện này mà tổn thương hòa khí dương tuấn thiên gầm lên cái gì mà đều có lý trong chuyện này hoặc là tôi đúng hoặc anh ta đúng làm sao cả hai người đều đúng cho được hôm nay tôi nhất định phải phân thắng bại với anh ta thấy tình hình đã đến mức không thể kiểm soát lâm mộng vân chợt lóe lên ý tưởng cô ta nói nếu các anh đang so sánh xem lý luận của ai chính xác hơn vậy thì các anh dùng lý luận của các anh vào thực tiễn, có phải hay không? Dương Tuấn Thiên sừng sốt, anh không hiểu, ý của em là sao? Lâm Mộng Vân búng tay, ý của tôi là, tìm hai người vào cua có vấn đề, vận hành theo lý thuyết của các anh, sau đó PK trong cùng một lĩnh vực, thế chẳng phải bên thắng đã đại biểu cho lý thuyết đúng sao? Đối với đề nghị này của Lâm Mộng Vân, Dương Tuấn Thiên cực kỳ hài lòng. Bởi vì, khả năng anh ta thua gần như không có. Tất cả những đội viên ở hiện trường đều là người của anh ta, ai sẽ không giúp đỡ anh ta chứ? Tùy tiện tìm hai người ra, người đại diện cho Giang Sách chắc chắn sẽ chơi xấu, thế thì Giang Sách sẽ thắng như thế nào? Dương Tuấn Thiên gật đầu, "Ừ, đề nghị này không tệ. Nếu là so sánh kiến thức lý thuyết thì phải so sánh với thực tiễn, mình không cần đích thân kết luận. Thế nào, Giang Sách, anh có dám thử một lần không?" Giang Sách gật đầu, "Ok, tôi không có ý kiến gì." điểm mấu chốt của vấn đề là chọn hai người nào lâm mộng vân chủ động đứng lên và nói không cần phải đặc biệt chọn người cứ lấy tôi và điền kề đi nhỉ đúng lúc hai người chúng tôi đều có vấn đề khi vào cua tôi đại diện cho giang sách điền kề đại diện cho tuấn thiên sao dương tuấn thiên sa sầm nét mặt nếu nói ở hiện trường có ai sẽ không theo anh ta thì chỉ có một người và đó chính là lâm mộng vân anh ta cũng không tiện phản bác lâm mộng vân Điền Kê nhỏ giọng nói, "Đội trưởng, anh yên tâm đi, dù sao em cũng là tay đua chuyên nghiệp, các phương diện đều mạnh hơn Cô Lâm rất nhiều. Để em tỉ thí với cô ấy thì em không bắt nạt cô ấy đã là khách khí rồi. Cô ấy còn muốn giành chiến thắng à? Không có khả năng." Lâm Mộng Vân không thắng được, vậy có nghĩa là gian sách không thắng được. Dương Tuấn Thiên gật đầu, "Được, vậy chúng ta đều tự dậy, học sinh, đi, nửa giờ nữa gặp lại." Anh ta dắt Điền Kê sang một bên sau đó đích thân dạy điền kề kỹ thuật liên quan đến vào cua. Kỳ thực trước nay đều đã có dạy những thứ này rồi, lúc này đây dạy thêm chi tiết và nghiêm túc hơn mà thôi. Lâm Mộng Vân cũng hỏi Giang Sách, vậy anh muốn dạy tôi cái gì? Khi nào tôi nên vào cua? Giang Sách nói một cách thần bí, tôi chỉ có bốn chữ muốn dạy cô tùy cơ ứng biến. Tùy cơ ứng biến. Đúng, tay lái khác nhau, đường đua khác nhau thì những tình huống phát sinh sẽ không giống nhau, không thể lường trước được thậm chí dù cùng một tay lái, cùng một đường đua thì cũng có thể liên tục xảy ra những tình huống khác biệt. Ngừng một chút, giang sách tiếp tục, vì vậy, điều tôi muốn dạy cô chính là cách đối phó với những trường hợp khẩn cấp khác nhau, cách lợi dụng thói quen của đối phương để biến lợi thế của đối phương thành của cô. chương 475, thật xấu hổ. Nhớ kỹ, con đường là chết, người là sống. Tất cả những gì cô phải làm là dùng mọi thứ có thể để chạy nhanh hơn đối thủ và về đích trước đối thủ đừng bao giờ để các loại chủ nghĩa giáo điều ràng buộc chết. Tiếp theo, giang sách lần lượt phân tích các vấn đề có thể nảy sinh trong thực tế, đặc biệt là theo tình huống mà tay lái điền kể có thể gặp phải, giải thích tất cả các khía cạnh cho Lâm Mộng Vân. Trong nửa giờ, Lâm Mộng Vân đã thuộc nằm lòng với lý thuyết của giang sách, cũng hiểu biết rất rõ trong lòng về kỹ thuật của điền kê. Trên thực tế, bản thân cô ta là quản lý của đội, đã quen thuộc với kỹ thuật của điền kể từ. Lâu, với sự phân tích của giang sách cô ta càng biết người biết ta thời gian nửa tiếng đồng hồ chẳng mấy chốc đã trôi qua đôi bên ai vào chỗ nấy đồng thời lên xe về điểm xuất phát phía sau xe giang sách và dương tuấn thiên đều nhìn thoáng qua khi tiếng súng nổ vang lên điền kề nổ máy trước một bước rồi lao lên trước đến vạch xuất phát lâm mộng vân lại chậm hơn một bước không thể không nói lâm mộng vân dù sao cũng không phải là một tay đua chuyên nghiệp và lại tốc độ phản ứng của phụ nữ đương nhiên chậm hơn nam giới nửa nhịp, đây là thứ quyết định do giới tính. Vì vậy, thua ở vạch xuất phát là điều có thể đoán trước được. Vì hiệu suất của xe tương tự nhau, hơn nữa kỹ thuật của Điền Kề cũng cao hơn nhiều so với Lâm Mộng Vân, nên luôn áp chế Lâm Mộng Vân. Nhìn thấy cảnh này, Dương Tuấn Thiên nói với vẻ lạnh lùng và ngạo mạn, Mộng Vân dù sao cũng chỉ là quản lý đội, không phải tay lái chuyên nghiệp. Thua là cái chắc. Giang sách lại lắc đầu cứ yên tâm đi, Lâm Mộng Vân tất thắng. Hai chiếc xe phóng nhanh, chẳng mấy chốc đến khúc cua đầu tiên. Điền kề theo lý thuyết của Dương Tuấn Thiên để tìm ra thời điểm hoàn hảo vào cua, nhưng vì cậu ta vụng về tay chân, thiên phú không bằng Dương Tuấn Thiên nên dù biết rõ lý thuyết nhưng khi thao tác thực tế vẫn xuất hiện một chút vấn đề. Cậu ta vào cua hơi sớm. Le, vào cua lần này, miễn cưỡng chỉ ghi được 85 điểm, chưa đủ tốt nhưng so với trước thì tốt hơn rất nhiều dương tuấn thiên khinh thường nói kỹ thuật của điền kề vẫn chưa tốt nhưng dù vậy muốn thắng mộng vân vẫn rất dễ dàng vậy sao giọng nói của giang sách trực tiếp kéo dương tuấn thiên trở lại thực tại chỉ thấy chiếc xe của lâm mộng vân đã vào cua trước vì một lý do nào đó không rõ dành trước một bước để chặn đường bên trong mặc dù điền kề đã căn cứ vào thời điểm thích hợp nhất để vào cua nhưng vào bên trong muộn hơn một bước lúc này còn muốn bám lấy vị trí đã quá muộn nếu cưỡng chế thực hiện thì bộ phận sau xe tuyệt đối sẽ đảnh lên xe của lâm mộng vân thật xấu hổ mặc dù đã chấp lấy một cơ hội tốt để vào cua nhưng đã bỏ lỡ cơ hội để chiếm lấy con đường phía bên trong vì thế xe của điền kê không có lựa chọn nào khác ngoài vào cua theo con đường bên ngoài đường dài và độ cong lớn chưa kể thực tế là rất khác so với vào cua hoàn hảo trên lý thuyết điền kế hoàn toàn trợn tròn mắt nên làm như thế nào bây giờ trên thực tế cậu ta rõ ràng vẫn chiếm vị trí dẫn đầu, hoàn toàn có thời gian để điều chỉnh và kiểm soát vững chắc vị trí dẫn đầu. Nhưng vì cậu ta quá cứng nhắc và giáo điều, không biết biến báo, sau khi gặp được những tình huống đột phát thì hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào. Làm sao đây nhỉ? Hoàn toàn khác với những gì đội trưởng Dương đã dạy mình, mình mình mình. Điên kề đỏ mặt lo lắng. Một khi con người ta đã nóng lòng thì tay chân luống cuống, cử động biến dạng, phản ứng cũng không theo kịp vậy mà lâm mộng vân lách qua ở ngay góc cua lần này ngược lại khiến cho lâm mộng vân dẫn trước một nửa thân xe dương tuấn thiên tức giận mắng ầm lên tên rác rưởi này đang làm cái gì vậy dẫn đầu mà cũng có thể bị rớt lại phía sau à kỹ thuật vào cua của cậu ta quá kém rồi là quá kém sao nếu chỉ thi đấu kỹ thuật vào cua thì điền kề của hiện giờ đã mạnh hơn lâm mộng vân nhưng điều mà Dương Tuấn Thiên nghĩ không thông là đây là hiện trường đua xe chứ không phải hiện trường tập kỹ. Làm sao đối thủ có thể cho bạn không gian thoải mái để thực hiện những động tác hoàn hảo cho được? Sau khi vượt lên dẫn trước, Lâm Mộng Vân lại càng không lái xe như mọi người tưởng tượng mà liên tục chắn ngang tầm nhìn để cản trở khả năng vượt của xe sau. Điều khó chịu nhất là trong lần vào cua thứ hai, Lâm Mộng Vân đã tự ý bỏ qua thời điểm vào cua tốt nhất. Cô ta cố tình kéo dài thời gian vào cua điền kề đi theo phía sau tầm nhìn luôn bị xe phía trước chặn lại dưới sự nóng này đã bị lâm mộng vân dắt mũi vậy mà lại kéo dài thời gian vào cua với cô ta sau đó dưới tình huống đã sớm có chuẩn bị lâm mộng vân lập tức đánh tay lái và điều chỉnh nhanh chóng những điền kề thì khác cậu ta hoàn toàn không nhận ra rằng thời cơ vào cua đã quá muộn chờ khi cậu ta phát hiện ra thì đã quá muộn lại không kịp chuẩn bị tâm lý hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị điều chỉnh nhanh chóng